Chị cho em mượn cái điện thoại em chia sẻ phát. Cho mượn cái điện thoại chia sẻ phát. Trời ơi, đem đâu em cái nè, đây đem mà phát nè. Bóc am. Hình như còn thùng A chứ mấy. Còn một thùng A nó cho để chưa lại ba hộp á. Sao chịu đi Lê Trinh Nguyên đây hai hộp. Chị Phương Lê hộp nữa. Rồi xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà, đang nóng đây trời. Để là máy này hai, từ từ chưa lại nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm sáu hộp nè, chưa lại sáu hộp nè. Rồi hello cả nhà nha, chờ em xíu nha, lên chia sẻ lên luôn dùng nguyên nghe trẻ mà nói lên hơi bị trễ. Cô đếm còn mấy hộp để chốt luôn cho khách luôn. Còn được hơn thùng nữa. Còn 25 hộp à? Còn được có 25 hộp. Có cái nguyên mở ra sẵn. Đó. Nguyên mở ra sẵn rồi đây à? Mười kiểu chị đó. Dạ đẹp hả? Hello cả nhà nha. Chờ em xíu, thấy còn được 25 hộp A. Được 25 hộp thôi. Em nói giá này siêu rẻ luôn. Hàng này nhập hàng công ty nha dạ mình ơi. Hàng công ty nha, cái này em còn được ít nè. Tại vì cái này được trước em đã về lần rồi, khách hỏi nhiều lắm luôn ý. Khách uống hết hỏi rất là nhiều. Nha, cái này còn được 25 hộp. Em đi luôn chạy mình cái này. Hình này tốt luôn. Cho chị Nguyễn Thư 4 hộp. Sợ không còn. Mà chừa ra 5 hộp, 6 hộp nữa chứ hồi nãy nói chừa rồi. Chị nói 6 hộp rồi. À, ok cho chị Nguyễn Thư nè, chị Nguyễn Thư 4 hộp nè. Cho đường ruby thêm hộp nữa nè. Một hồi nãy cho là 2. Hồi nãy á là em đem 119.000 cho chị Thuận Mai. Tại vì cái này em về 1 lần rồi. Về 1 lần 2 lần gì đó rồi, nhưng mà đa số là khách uống hết lại kêu nhưng mà không có hàng. 119.000 nha, một hộp A. Cái này một hộp như này là hai hũ trong này nha chị em mình ơi. Một hộp này là hai hũ, một hũ này 30 viên. Một hộp là hai hũ, một hũ viên này viên to nha chị em mình nha. Viên to to chứ không phải là viên xíu này nè. Nha, để ý luôn, dùng nguyên cái gì pha liền hộp. 119.000 một hộp. Ơ quên lộn, à đúng rồi, 119.000 một hộp hai viên. Một hộp hai viên nha, ơ quên lộn, hai hũ. Hộp hai hũ. Nói hợn lẹo. Một hộp hai hũ nha. Cái này là hàng công ty, hàng nhập công ty dược nha, hàng nhập công ty dược. 4 hộp luôn à? 4 hộp còn đủ không? Cho chị Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều 4 hộp. Chị Gấu Trúc Nguyễn hộp. Gấu Trúc Nguyễn hộp. Rồi nhá, chị nào lấy nhanh tay, còn ít lắm. Một hộp này là hai hũ. Một hũ là 30 viên. Một hũ 30 viên, cái này có đầy đủ hướng dẫn hết trong này. Chắc là cái này chị em mình dùng rất là nhiều rồi. Viên to nhá. Cái này là viên to, nguyệt hộp à. Viên to nha chị em mình ơi, chứ không phải là viên xíu xíu đâu. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng, anh chị em mình uống được 1 tháng. Cái này chị em mình uống 1 tháng. Nếu như mà xiên uống đều, một ngày uống 2 viên ấy.
Một ngày uống 2 viên thì chị em mình uống 1 tháng. Chị Nhi bảo một hộp. Nguyên hộp. Hàng này toàn bộ là hàng công ty dược nha chị em ơi. Hàng này hàng của công ty dược nha. Đấy chị nào. À cho chị Lê Trinh Nguyên 2 hộp này, có chừa cho chị Lê Trinh Nguyên 2 hộp. Trong cái 2 hộp chị Lê Trinh Nguyên. Chị em cứ lên hộp đi, đừng lên hũ. Cho chị Lương Hạnh 1 hộp. Cái này em đem 119.000 một hộp 2 hũ nha. Một hộp 2 hũ, hũ to nè. Thêm một cho chị Gáo Trúc một hộp nữa. Gáo Trúc thêm hộp nữa rồi còn có mấy hộp? Ờ Lương Hạnh hộp. 119.000 2 hộp. Trời ơi, bằng bình thường một chị em mình mua một này một hũ này trăm mấy nghìn rồi. Một hũ viên to này nhá chị em mình ơi, không phải là viên xíu đâu. Nha chị Phạm thì 2 hộp nữa. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Em đem 119.000. 119.000 một hộp 2 hũ. Nhá, một hộp 2 hũ, hũ 30 viên nha chị em mình ơi. Viên E đỏ nhá. Đây chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Còn được mấy hộp nữa là hết. E đỏ hàng này chuẩn là hàng công ty dược nha chị em mình ơi. Nè, toàn bộ hàng niêm, hàng chống, hàng giả đầy đủ hết. Chị em mình phải mở ra kiểm tra nhá. Cái này nó có dạng như là phiếu đảm bảo ấy. Nhàn áo gió rồi đẹp lắm, cảm ơn chị Nghĩa Lê nhé. Đây nè. Đây nè, giống như là phiếu bảo hành. Nếu như mà hàng giả là bồi thường 30 triệu ấy nhá. Đầy đủ hết. Chị nào lấy cái này lên cho em. 119.000. 119.000 một hộp 2 hũ. Một hộp 2 hũ. Rồi ai chưa có cái này lên luôn dụng này. Còn được mấy hộp vài hộp nữa là hết. Em lên luôn chị em mình nhanh này. Khách hỏi nhiều quá luôn. Thêm cho chị Nguyễn Kiều hộp. Chị em mình để danh, mua để danh đi. 5 hộp ạ. À? Thêm hộp nữa 5. Này 4 hộp ạ. À? Thêm 2 hộp, hồi nãy 4 hộp rồi. Là tổng số lượng là mấy hộp chị ơi? Là tổng số lượng mấy hộp? Rồi ngưng đi chị Tuyết Mai à. Quên lộn, chị Tuyết Nguyễn à, chưa chốt đơn à. Đang chốt đơn á chị Tuyết ơi. Nhà em. Nhà em đang chốt đơn ấy. Đang chốt đơn thì tổng cộng là bao nhiêu hộp, lên đúng số lượng cho em qua nha. Cái mã này đang chị. Còn size 2 thôi à? Còn size 2, size 3 thôi. Size 1, size 2, size 3. Cái này lên nhanh này. Em không dám like vì để là chốt đơn xong cho khách hết đã. Cái này về được này, không có size nhỏ nhé chị em mình nha. Cái này quá xịn. Khách nhà em bảo là đi mua cho con trai 200 mấy nghìn, 230 nghìn con. Chắc nó cứng hơn con này. Hàng này hàng công ty nha. Con này là chuẩn hàng công ty nè. Tổng 6 hộp ấy, chị Nguyễn Kiều tổng 6 hộp ấy. Điểm 2 nè. Cho chị Nguyễn Nhung thêm hộp. Nguyễn Nhung thêm hộp. Dạ chị ở hộp E đỏ. Áo Nguyên Mang có. Hộp E đỏ. Một hộp là 2 lọ. Một lọ 30 viên. E đỏ nhá, hàng này. Chị Thu Hà như có cái này gì chốt cho chị Thu Hà chưa? Áo này chị Thu Hà có chưa? Có rồi chị ơi, chốt đơn xong là có rồi. Thì đấy. Chứ đang điểm này. Bà đi. Áo Nguyên Mang có mấy con thôi. Phải bán hết cái la của chị. Đào áp. Hai quen thì làm liền đi cho rồi. À hai quen thì cái gì, hai quen làm liền đi cho rồi. Dạ có chị ơi, cái này cho chị Thu Hà đi, cho lên máy cái. Cho lên mẫu. Không, để bóc để lộn của chị đó. Cho lên mẫu đi. Áo Mang có. Đây này, còn mấy con áo này bỏ lên bán tặng, ở mua ở trong cọc. Cái này đá xịn luôn. Chờ em xíu thì Trương Thị My ơi. Chờ em xíu áo trắng đây. Chua này có hết đi, bé xịn giò lắm, hàng tàu chuẩn luôn. Chuẩn hàng tàu luôn. Đâu? Người, áo đá mà. Trong mô cặp cho nó còn được mấy cái, bóc đại cái này. Em bao nhiêu miligam là cái gì? Là cái gì chị Nhung? À, Nguyễn Nhung ơi. Là cái gì? Có mà người. Chị đứa người. Nguyên đó, họ mà trả họ là chị phục ý ở đã. Rút mà. Nguyên rút ở đâu Nguyên Mang á? Ngay quá. Ai? Đây. Bà. Có được mấy cái thôi chị em mình ơi. Để em lên luôn. Được vài cái thì em lên luôn. Được mấy cái thôi. Không dài. Bảy dọc cái không có, phủ gần phủ mông luôn. Nè. Chốt đơn xong là đi đơn hết rồi đấy chị. Nhà Nguyên cái nào chốt đơn xong, cái này là phủ mông luôn. Ừ. Có 0,34 kg tới 25 kg thôi chị em mình mua. Trời em xíu, em lên con này để chị em mình chốt đây nè. Cái này còn size đang chị. Tới 68 kg à. Từ 60 kg đổ lên nè. Còn tầm 60. 119 hả? 57 kg đổ lên, 68 độ về.
Không dài chị ơi. A là 119.000 hộp. A 119.000 hộp. Rồi. Cái này đóng kiểu chi ta? 119.000 một hộp hai hũ. Rồi lên con này từ 57 độ lên 68 độ về. Hàng này hàng công ty nha, chắc rất là đã luôn. Em nói nè, khách nhà em nhận hàng hôm bữa mua, dặn mua đồ học sinh đấy. Cái này bữa giờ em không hề like luôn ấy. Không hề like luôn ấy. Mà về đợt nào là thấy đợt đó toàn khách dặn trước hết. Hiện tại nguyên còn size 57 độ về. Cái chà, cái tay mình dính son. Cầm vô cái áo trắng này kênh thôi. Một cái từ từ chà em xíu. Nè, xịn sò lắm luôn. Từ 57 độ lên 68 cái độ về. Trẻ mình mua cho chồng mang đi làm được. Mang cho con mang đi học cũng ok. Nguyên đi luôn trẻ mình 79 càng con. Phát nhanh tay nha, vải nó rất là mềm luôn. Từ đường kim mũi chỉ luôn, nó xịn sò lắm. Treo cho Nguyên lên cái máu huyền ơi. Treo dùng Nguyên cái máu huyền. Cái tay Nguyên dính son ấy. Sợ dính vô áo. Comment lên luôn dùng mã này là mã sơ mi luôn dùng Nguyên nhá. Từ 57 độ lên, 57 độ lên và 68 độ về là chị em chốt đơn được con này. Nó rất là đẹp luôn, dài tay nha. Từ vải này, từ đường kim mũi chỉ này. Đó, em chốt luôn chị em mình là 79.000 một con nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Comment mã sơ mi 79k luôn nhận được. Em cho Nguyên sơ mi 79 áo mũ từ từ chờ em xíu chị ơi. Áo hết đi từ từ. Áo hết đi hàng tàu em lên ngay luôn. Comment mã sơ mi luôn dùng Nguyên nhá. Đây đây đây. Đấy, để điện bán. Hắn nhắn tin kìa, mấy người rồi. Đâu có chốt chi đâu kìa. Đừng có nhắn bừa em. Đừng có lựa. Vì khách trùng tên nhiều lắm. Thì cứ alo đi. 60kg được chị ơi. Từ 57 độ lên 57 độ lên 68 độ về. Không mất công họ hỏi. Từ từ để từ từ. Hắn chưa biết đâu. Chưa biết đâu để em. Từ từ chờ em xíu nha. Được chưa, chị nào lấy sơ mi lên sơ mi trắng luôn dùng Nguyên nhá. 79k con. Từ 57 độ lên 68 độ về là có sai. Ai lấy cái này lên mã sơ mi trắng luôn nhuận được. Sơ mi trắng hồi nãy ai nói con áo đang mà chị nên lê lấy rồi. Phải không? Áo Nguyên Mai hồi nãy chị nào đặt rồi. Chị nào đặt rồi còn mấy con thôi. Chị nào áo Nguyên đang mang rồi. Chị có chị đặt rồi. Ok chị rồi. Ok chị rồi. Chị tên chị hồi nãy gì ta? Chị gì hồi nãy lấy cái áo em đang mang. Nam nữ chị mang cũng được hết. Chị Ngô Kim Trục đẹp lắm. Vải đẹp mịn. Hàng trẻ mình đi mua 200 mấy nghìn con. Khách nhà em bảo mua 200 mấy nghìn. Còn cứng hơn cả con áo này nữa luôn. Nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Gửi cho chị bộ ra có chăng. Thấy gửi chị cũ à. Có chăng rồi chưa. Đang có bộ ra không. Chưa có chăng. Chưa có chăng về thêm. Áo cho chị Sương Thu. Áo chị Sương Thu. Áo đang mang chị Sương Thu. Rồi còn đá trắng kiểu này nè. Cái này gần như là phủ mông luôn nhá. Dạ mà nó phủ mông luôn. Đó 59.000 con. 59.000. Áo sơ mi size 57 gì Ngô Thị Kim Trung. Ngô Thị Kim Trung. Trời ơi vãi này. Rồi lên mã B đá cho Nguyên nhá. Đá B đây trẻ mình 59k con. Phôm to nha. Phôm to như thế này phủ mông luôn trẻ mình nhá. iPhone đang mang nè. Nha lên luôn dùng mã B đá 59k con nè. Rẻ quá thể luôn. Còn hàng này trẻ mình đi mua tiền trăm chưa. Đá xịn này tiền trăm. Nha chị nào. Sơ mi chị Trang Lâm chị Ngô Thị Kim Trung. Chốt áo bé từ từ chờ em xíu chị Nguyễn Thảo ơi. Áo Nguyễn Thảo chưa chốt đơn à. Nguyễn Thảo nào mà chưa chốt đơn nè. Kiểm tra dùng Nguyên cái Hiền ơi. Đang nhắn tin quá Hiền. Nguyễn Thảo. Ok sơ mi Trang Lâm. Rồi lên mã B đá luôn dùng Nguyên nhá. Cho Phạm Hương. Con Nguyên đang mang. Nói chung là thứ còn cá nhá ấy. Em rút ở đâu đụng em lên. Dạ ok thì có em ấy nhá. Rồi lên mã này. Không không Phạm Hương. Phạm Hương. Rồi lên mã chữ trắng cho Nguyên á. Thứ còn cá thôi. Thứ còn cá mà chắc đúng đã luôn chị em mình. Em đi luôn chị em mình là 59.000 con. Còn em mã chữ trắng luôn được. Cùng kiểu hết. À quên lộn. Đúng là cùng form. Nhưng mà kiểu nó khác khác xíu thôi. Lên luôn những mã này là mã chữ. Còn em mã chữ trắng, chữ đen, chữ vàng. Còn được 3 cái nhá. 59k con. Form to phụ mông giấu quần nhá. Nha chị nào lấy chữ kèm mà kèm màu cho Nguyên. Chữ kèm màu nhá. Chữ trắng. Cảm ơn chị Hiếu. Hiếu Huỳnh nha. Rồi lên mã này là mã chữ đen, chữ trắng và chữ vàng còn đúng 3 cái. Em đi luôn chị em mình là 7 lộn 59k con, phát nhanh tay cho chị em mình thôi. 59k nhá. Còn được 3 cái thôi. Còn được 3 cái, chị nào lấy chút nhanh tay. 3 cái.
59k một con nhá, phát lệ chị em ơi. Chị tặng cho chị Thi Phương Liên. Quá xịn, quá đẹp luôn. Cái này không phải đá, cái này đá, cái này là tàu 3158. Có lên phong to này luôn không nè. Chị nào ưng phong to này em lên nốt luôn nè. Ưng phong to này em lên nốt nha, để em qua mã đi lên áo bác. Ui vải này, vải bao đã luôn, chắc nè. Phong này 65kg, chị em mình mang cũng được luôn. Comment mã chữ màu nu, chữ màu nu nhá. Nguyên còn đá màu, chị hạ cái like xuống giùm em đi. Hạ giùm em xuống đi. Đừng ngồi lên cho chị Thi Phương Nguyễn. Ngồi like đi, ngồi like đi cho anh bạn. Ngồi like đi cho anh bạn. Đứng đứng mấy mỏi chân. Được chưa? Được chưa? Xíu nữa thôi. Rồi ok. Ok. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Comment mã chữ nu 59k. Phải nó đã lắm. Phơm to nha chị em mình ơi. Đấy chị nào lấy chữ nu, comment mã chữ nu 50. Năm mươi chín ca, chốt lên luôn dùng đi, comment lên chữ nu nhé. 59k, lên mã nu 59k luôn dùng là ok. Quá đẹp nha, phát nhanh tay nha chị em mình ơi. Cái gì hồi nãy chị có mấy cái áo bé à, áo bé lẻ lẻ đó cho em lên sale luôn mày nè. Áo mũ từ từ em lên, em lên giờ luôn. Cái này form to phụ mông dấu quần y nguyên đang mang nè, y nguyên đang mang. Áo hồng chờ em lên giờ đi chị ơi nha. Chị nào lấy chữ nu, chữ hồng, chữ xanh này đẹp nè, chữ vàng, chữ trắng, mỗi màu con cái nha. Đi 59k hết, chị nào lấy cái này lên nhanh tay nha, chốt nhanh luôn, dùng mã chữ kèm màu luôn dùng là được. Chữ kèm màu em ở luôn chị, mình chữ trắng như vậy em xem. Xem like cố gắng tương tác nhé. Hôm nay lên video lên la hơi trĩ, lên la hơi trĩ 59k con nha. Đấy phát nhanh phủ mông giáo quần, cái này mang dĩa mang. Em lên sơ mi trắng rồi chị ơi, lên rồi. Comment mã này mã chữ trắng con này mà chị em mình không mua tiếc lắm luôn, vải rất là đẹp nè. Comment nhanh tay nhé, comment mã chữ trắng, cái này nam còn bon trang được nữa luôn ý. Chị em mình mua cho con trai lớn cũng được, 59k con rồi nhá. Chữ vàng, chữ xanh này đẹp, con cá này. Đấy chữ hồng, ai lấy màu nào lên màu đó luôn giùm em nhé. Cho em lên cái áo hết đi, hết áo hết đi tịnh sò. Cho em lên cọc nguyên cọc trước chị, hàng trong nguyên cọc trước giùm em. Ai đỏ em lên rồi, ai đỏ em lên rồi, còn có mấy hộp thôi, còn có vài hộp thôi. Áo trắng gì lên thì Kim Hạnh. Ai đỏ là 119.000 một hộp, hai hũ, một hộp hai hũ và hũ của nó là hũ 30 viên. Rồi lên luôn dùng nguyên em đi, chị em anh chọn tàu. Khách nhà em đặt nhiều lắm nhưng mà chị em biết không, cứ mỗi mẫu nó còn vài cọc này, nên là em cứ lên like thôi, cứ lên like thôi. Chọn tàu nha, chọn tàu chị em mình mua trước đi, vài ba hôm nữa là mua đầu hai. Vài ba hôm nữa là mua đầu 2. Từ 10kg đổ lên 25kg đổ về có size, 10kg đổ lên và 25kg đổ về có size nhé. Bao xịn sò luôn, 10kg đổ lên 25 đổ về là có size nhé chị em mình nhé. Nè nhìn hàng luôn dùng nguyên này, bao đẹp luôn. Phát nhanh tay nha chị em mình ơi. Đằng sau nè, đằng sau nè, lên mã mũ hồng cho Nguyên nhé. Hàng này là chuẩn hàng Quảng Châu xịn luôn. Thêm 2 hộp cho chị trao hàng, 2 hộp A chị cần không? Chị trao hàng 2 hộp A, hai hộp A chị cho hàng. Lên luôn dùng nguyên con này, từ 10kg đổ lên 25kg đổ về là có size nha. Chị em mình nghe rõ số ký cho em. Đây luôn chị em mình con này, giá đây chị em mình 105.000. Chuẩn chạy hàng tàu nhá. 105.000, cái này chị em mình vô hàng treo sốt người ta bán như chị em mình 220.000 con. 220.000 con nhá. Đây cái này chuẩn tàu luôn. Em đi 105k cái nha. Chốt nhanh tay luôn dùng mã hồng kèm số ký luôn dùng nguyên. Chị em mình tranh thủ mua trước. Tranh thủ mua trước, vừa được giá ok, vừa được màu đẹp. Không có size lớn chị ơi, size này size đến 25 thôi. Từ 10 đến 25kg thôi. Chị nào lấy cái này lên mã hồng kèm size nhé. Hồng kèm size, từ 10 đến 25kg có size. Đi luôn chị em mình 105.000 một em, 105.000 một con nhé. Chị nào lấy cái này lên mã hồng kèm số ký luôn dùng nguyên là ok. 105 nhé. 10kg cho chị Nguyễn Thảo. 10kg chị Nguyễn Thảo bắt cái gì nè. 10kg chị Nguyễn Thảo, chị nào lấy chốt nhanh tay nhé. Cho em cái màu xám luôn. Ai đỏ cho chị Huệ Lâm một hộp. Huệ Lâm một hộp. Màu xám chị gỡ ra sẵn rồi nè. Cho em lên màu xám này gỡ ra sẵn này. Size nó bằng khu á. Trai gái gì xài cũng được thế nào hết. Nè. Nè. Từ 10kg đổ lên nhá. Lên mã chữ xanh cho Nguyên là được. Quá xịn 105.000. Nha, comment mã này là mã chữ xanh cho Nguyên là ok. Chưa nào view ít này.
cố gắng chia sẻ mạnh tay để view lên xíu vậy mà nói những cái hàng xịn này nè, ít khi nào có hàng, ít khi nào có hàng về cái này bao nhiêu đủ bỏ xỉ nhá. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 105, chốt 105. Cái này chỉ có chị em mình đi mua hàng xịn thôi, không có 30 kg chị ơi, không có 30 kg. Em đọc rõ nè, là từ 10 đến 25 kg, 10 đến 25 kg. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay nhé, 25 cho chị Hồng Hường, Hồng Hường, Hồng size 19 cho chị Huyền Vích, Hồng size cho chị Huyền Vích 105.000 cho chị Nguyễn Thoa nè, Nguyễn Thoa nè, Nguyễn Thoa nè, chữ xám size 18 và size 25, mà size 25 hết rồi, size 18 thì còn, size 18 thì còn, size 25 là hết rồi chị ơi. Chị lấy được không? Chị một con sợ không không ấy đúng không? Chị ơi lên cho em một con có ok không? Để em chừa. Chị Văn Cao lên số ký cho em. Ai đỏ là hộp hộp ai đỏ. Hộp ai đỏ, chị Minh Ngọc lấy không? Để em chừa luôn không? Để em chốt cho khách. Size 17. Size 17 cho chị. Cái này cái số ở trong mà. Cái này số ở trong. Ok. Size 17, size 17. Size 17 lấy cái 120, cái này 120, đây 120 này. Size 17 18 cho chị Huỳnh Huyền, cho chị Huyền Huỳnh, Huỳnh Huyền. Rồi còn cái này là size 23 chứ đổ về. Một cái 23. Một cái 23 chị em mình đừng có chốt bừa, em nói thật sự luôn, chốt hàng nó lắm mày. Cứ lên ngang 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 chẳng biết là người ta chốt size gì cứ lên đại xong nó xả đơn ra mày lắm luôn. Cho nguyên con này nhé, 105. Comment lên luôn dùng nguyên nhé. Còn cái size 10. Còn cái size 10 và cái size 23 nhá. Chị nào lấy cái này 10, 12 cái đổ về được đấy. Và cái size 3 chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Đang không chị ơi, đang không nha. Rồi tiếp luôn cho em cái mã khác đi chị, màu xanh đi, màu xanh đấy. Ừ, rồi lên xanh cho em, sáng chị không có. Xanh này được 2 cặp, nó tương tương nhau. Màu xanh nhá, chị nào lấy xanh lên xanh cho nguyên. Comment xanh luôn dùng nguyên. Xám chị Hương Huỳnh chưa có. Xám chị Hương Huỳnh chưa có. Chị em mình từ từ chốt chứ đừng có chốt xong cứ chưa rõ số ký gì cứ chốt ngang cái xong cái là bỏ ra rất là mệt luôn. Rồi nha, lên xanh. Chị Châu Hà thêm 2 hộp còn không trời? Thêm 2 hộp cho chị Châu Hà. Cái này là em về là bao nhiêu là em hết bấy nhiêu ấy. Bao nhiêu đợt hàng về rồi mà không có mấy khi nào em like. Cho chị Châu Hà 2 hộp. Xịn sò nhìn cái hộp không cái là mà đi bao nhiêu tiền? 119.000. 119.000 hộp. Quá rẻ. Cái này không có 30, em đọc rõ nè. Size này dành cho bé nhà mình từ 10 kg, 12 kg độ lên và 25 kg độ về, từng nữa thôi là chị em mình chốt đơn. 25 kg độ về là có size. Rồi cho nguyên màu này. Comment nã xanh, nó quá xịn nha. Nó quá đẹp luôn. Comment xanh luôn dùng nguyên kèm size. Xanh kèm size nhá, kèm số ký lên luôn dùng được. Xanh kèm số ký, em đi luôn chị em mình con này giá đi luôn cho chị em mình là 105.000 cái. 105 nha chị em mình ơi. Đó, chị nào lấy cái này lên xanh 105, chốt nhanh tay xanh 105. Xanh 105 một cái. Chị nào lấy xanh lên xanh cho em lên màu đi chị, cho em lên màu. Màu xám màu gì? Đen màu không. Xanh cho chị Bích Hạ, chị Bắp đi. Xanh. Xanh, xanh cho chị Nguyễn Thoa size 15 16. Nguyễn Thoa size 15 16, rút ra hết đi chị, rút ra hết cho anh chị. Size 15 16. Em bé bé tụ 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 em ra em rút em ghi cái size trước cho chị coi chẳng gì, em vạch ra em ghi cái size cái số ở ngồi bì á cho chị ấy, chị bóc chẳng gì. Ờ nằm ở trong, nằm ở trong rút đơn nó lâu. Em bán hộp A, em còn có mấy hộp cho chị nào chưa có tao thủ, tôi còn bốn hộp về xong phát còn được 3 thùng. Hồi nãy lên xong khách chốt trừ lại cho khách. Ủa cái này lại khui tiếp, bà còn cái gì nữa có một hộp ở ngồi thôi, lỡ cái này em khui nhé, lỡ cái này em khui khui cái này nhé. Đây này còn được 4 hộp cuối cùng, cái này 4 hộp thôi, còn được đúng 4 hộp thôi, chị nào lấy chốt nhé nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùm em, còn được 4 hộp A đỏ nhé. A đỏ xịn sò lắm chị em mình ơi, nè mà đi chị em mình 119.000 nhá, chốt A đỏ. Còn bộ hàng này là hàng công ty dược nha chị em mình, không phải hàng tàu lao đâu, không phải hàng tàu lao đâu nè chị em mình yên tâm. Đấy, xuất xứ rõ ràng, hàng công ty dược. Đấy, chị nào lấy A lên A, còn 4 hộp nữa là hết. Chị nào lấy A lên A luôn nhận được hết. Ủa thế à? Chừa này đó. Ủa, đó có 4 hộp chứ mấy. Chừa á.
Thế trong đó còn có bà. Ờ thế hết rồi. Thế tạm là không nhận E nữa nhé. Không nhận E nữa chị em mình nhé. Rồi chốt cho em lên màu hồng đậm, à, cho lên màu cười cũng được, màu mặt cười cũng được. Màu mặt cười. Rồi lên luôn này. Không nhận E đỏ. Tạm thời không nhận E đỏ nữa, chị em mình chờ được sau nhé. Hết rồi khách, chốt hết rồi. Sorry chị em mình hết rồi. Chị em mình ấy đợt sau em về, ráng đợt sau em về. Tầm sang tuần em về lại, vì cái này mệt lắm, bán vận chuyển nhiều á, tiền vận chuyển nhiều lắm, lãi đâu bao nhiêu tiền vận chuyển nó ăn hết rồi. Về cho chị em mình, để chị em mình đi ra ngồi. Xanh cho Nguyễn Hoa, xanh cho Bích Hà. Nó đắt quá thôi. Bích Hà làm gì? Xanh. Như cái Bích Hà xanh hay lãng phí. Xanh cho chị hồi nãy gì, chị gì đó màu xanh nữa nè, cho chị Hương Huỳnh. Rồi màu xám cho em. Comment xám mặt cười. Xám mặt cười luôn vẫn được nhá. Comment mã xám mặt cười luôn vẫn được. Đẹp lắm chị em mình ơi. Em lên một mã này thôi, em để dành giờ. Thật sự chị em mình không hứng thú lắm hay sao ấy. Hôm nữa mưa xuống kia, em nói là săn cái hàng này sướng luôn. Vải nó xịn lắm. Hàng này chuẩn hàng tàu chứ không phải hàng xưởng lên đâu. Hàng tàu xịn luôn. Từ 10kg. Cái vàng nó lớn mang được, bé mang được. Xám nè, xám lái 18 với lại 25 luôn cho chị Minh Ngọc trước. Chị ơi, ghi 18 với 25, chị gạch hai cái số nó, chị để trên bì nè. Xám này nè, xám mặt cười này nè. Xám mặt cười 18 với 25 chị Minh Ngọc. Rồi lên mã. Xám mặt cười cho Nguyên nhé. Xám mặt cười 18 hết, 25 hết. 18 hết, 25 còn 23 với lại 15, 12 thôi. Nha, chị nào lấy cái này. 18 với 25 cho chị. Chị cứ không, chị không cái kịp á, chị ghi trên bì nè cho em. Không, chị ghi trên bì xíu rồi bóc xong được. Rồi nhá. Cái ghi 15 cho chị sang bỏ, chị ghi trên bì rồi xíu chị bỏ sau, chị gạch cái size nữa là còn biết size gì. Được chưa? 25 với lại 18 cho chị Minh Ngọc nè. Ghi đi cho chị Minh Ngọc nè. Minh Ngọc nè. 15 chị sang vỏ nè. 15 chị sang vỏ nè. 23 chị Minh. Rồi còn 10 thôi. Rồi, cho em lên size khác. Cho em lên khác. Từ trước thôi, nó không bé con đó bóc ra. Thôi khó đấy. Không bóc ra. Rồi lên trắng cho nó nha. Hồng nó ở đâu rồi? Hồng chữ nó ở đâu rồi? Xám 17 còn không chị? Xám 17 hết rồi đúng không? Xám 17 hết rồi đúng không? Xám 17 còn rồi. Còn cái chữ xanh á. Chữ xanh đẹp hơn á chị Đỗ Phương. Rồi lên mã cười trắng cho Nguyên. Comment mã cười trắng luôn được 105.000 cái. Em chạy còn hàng tàu nha. Chuẩn hàng Quang Châu luôn. Cái này về Nhật. Cứ lái sẵn tay em lên cái shop chị em lên số tí là em chừa thôi nha. Comment mã này là mã trắng. Comment trắng luôn dùng Nguyên, kèm số tí dùng Nguyên nhé. 80m rồi, trắng luôn dùng Nguyên nè, kèm luôn dùng số tí là ok. Nhìn nè, comment mã trắng cho Nguyên là được nhé, đẹp lắm luôn. Chị nào trắng lên trắng xong em mở lại rồi trong bì dùm chị đi bé, xong cái em mở lại trong bì dùm chị nghe. Comment mã trắng, trai gái gì mang cũng được hết nè. Em chạy hàng tàu nha, chuẩn tàu này chị em mình, hàng này người ta treo số là 200 mấy chục nghìn, không có giá rẻ. Trong Nguyên con này trắng kèm số ký luôn dùng Nguyên nhé, từ 10 đến 25 ký có sai, từ 10 đến 25 ký có sai. Đừng cho chị nào lấy cái này lên mã mũ trắng, từ 10 đến 25 lên luôn dùng được. Trắng 25 chị Phan Mỹ Lưỡng nè, trắng 25 chị Phan Mỹ Lưỡng, trắng 17 chị Đỗ Phương, 19 cho chị Huyền Vít, 23 chị Cẩm Văn, 23 chị Cẩm Văn. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nha. Giá dạ chị ơi 105.000 cái. Cái này chị em mình cứ để ý là 15 chị sen vỏ. 15 chị sen vỏ. Rồi còn 10, 12 thôi đúng không? Còn 10 tới 12 ký thôi. Chị Huyền Viết là không có. Chị Huyền Viết không có sai à? Không có sai. Chị Đỗ Phương rồi. Chị Huyền Viết không có sai rồi. Rồi nhá, còn cái chị nào lấy chốt từ 10, 12 chuyển màu khác. Xong em nhận lại dơ lại dùm chị cái nha. Em ghi, không cần ghi nữa đây. Để ấy chị bóc sao cũng được. 25 hết rồi. Ừ, không cần ghi, để cho chị ấy. Riêng lượng em không. Cho chị cọc, cho em màu vàng chị. Cho em màu vàng, còn Nguyên cọc cho em lên màu vàng. Cho em màu vàng thỏ dùng Nguyên nhé. Chút mã vàng thỏ luôn dùng Nguyên, cái này cưng lắm. Cái này cưng lắm luôn. Lên mã vàng thỏ kèm luôn dùng Nguyên. Không có xe lớn. Trắng còn mã trắng nào. Mã trắng nó hết rồi chị ơi. Mã trắng nó hết rồi, ui nè. Trời ơi, lên cho nhanh nha. Cái này mỗi thứ có 1 ri thôi.
không có nhiều 25 vàng gì trong Kim Nguyễn. Này, em chạy chuẩn hàng tàu cho dễ mình luôn. Comment mã này luôn dùng nguyên nhé. Comment mã vàng 105.000 một cái. Cái này chị em mình mua đi. Đó, mang mùa thu, mùa đông đến Tết luôn. Còn mình đi mua cho bé không, đi đi vô shop người ta hay bán sốt thôi. Cái dòng này người ta không có treo chợ chị em mình ơi. Hàng đắt này người ta không có treo chợ, không có. Toàn là 200 mấy nghìn không à, 205.000, 201.000. Đó, chốt lên luôn dùng nguyên con này vàng nha bé gái. Chị nào lấy vàng. Nó tiếng vậy. Lên vàng cho Nguyên nhá. Vàng 25 hết rồi, chở có một con. Mỗi ri, mỗi size có một cái thôi. Nên là chị em mình tranh thủ lên mã vàng. Giờ còn 23 cái độ về, 10 độ lên, 23 độ về là có size. 10 độ lên, vàng 14 cho chị Phương Thảo. Vàng 14 chị Phương Thảo. Vàng 23 cho chị Mimi Ly. Lên địa chỉ luôn trên like cho em với. Lên địa chỉ luôn trên like cho Nguyên nha. Rồi nha, lên vàng cho Nguyên là được nha. Chốt vàng mỗi màu cũng có một ri duy nhất thôi. Nên là chị em mình tranh thủ phát nha. Lên mã vàng cho Nguyên Mimi Ly. Rồi ai lấy vàng lên vàng cho Nguyên là được nha. Lên vàng. Rồi cô ban kèm size. Màu xanh cô ban kèm size. Cô ban kèm size nhá. Lên cô ban cho Nguyên là được. Cái này trai gái gì mang cũng được con nào hết. Chị ơi lên địa chỉ hẳn trên like cho em nhá. Lên đơn kèm cả thông tin. Không có thông tin em không chốt đơn được nha. Rồi lên luôn mã này là mã xanh cô ban. Xanh cô ban nhá. Lên mã xanh cô ban. Nguyên đi luôn cho dễ mình là 105. Trời ơi con áo. Tương tác đi chị em mình ơi, mỗi chị em mình vô xem like chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên nhá, chia sẻ mạnh tay. Đẩy view lên xíu, lên hơi trễ nên là view ít quá. Cho Nguyên con này phát này. Lên luôn dùng mã này là mã cô ban, quá đẹp luôn. Cô ban kèm size nhá, từ 10 cái độ lên. Trai gái gì mang cũng được cái màu này hết. Cô ban 10 cái độ lên. 25 độ về là có size. Lên mã cô ban cho Nguyên là ok nhá. Kèm cái số ký luôn dùng Nguyên là được nha. Chị em mình xem like cố gắng tương tác lên đi, sau đứng đơ chị Mimi Ly mà không lên địa chỉ là em không có chốt đơn nhé. Đấy, không có chốt đơn. Lên cả địa chỉ hết trên like cho em. Kim Phú bữa trước không thấy chốt đơn, giờ nhà em đang chốt đơn với chị Kim Phú. Chị Kim Phú có đơn đúng không? Rồi nhá, chị nào lấy xanh cô ban, chốt xanh cô ban kèm số ký luôn nhận được. Rồi lên mã hồng mặt cười. Ui cưng chưa? Cái này còn đính kim sa. Cái này còn đính kim sa nè. Lên mã mặt cười hồng. Cái này có cả đính kim sa, không có 40 ký vậy ơi. 40. Không có. Rồi lên cho Nguyên con này. Comment mã này là mã cười hồng. Trời ơi. Cái mã này đẹp quá, toàn bộ cái này nè. Cô ban size 2 Trần Thị Kim Thoa. Cô ban với chị được kìa. Size 2 Trần Thị Kim Thoa. Cho chị Ngọc 119 kg. Ngọc Trâm ấy là không chị ơi, chị bà già Nguyễn đã đi đơn rồi chị Ngọc Trâm ơi. Đã đi đơn rồi, size 25 hồng cho chị Phương Thảo này. Rồi lên hồng cho em nhé. Chị Ngọc Trâm ơi, chị Phương Thảo đã đi đơn rồi. 25 hết rồi, mỗi em nói là mỗi ri thì mỗi size nó có một cái thôi. Ghi chị màu hồng đi chị, cho chị Phương Thảo. Size 25 với size 14 chị Phương Thảo. Size 25 với 14 chị Phương Thảo. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nha. Chị ơi giờ đang còn size 23 đổ về. 23 cho chị Mimi Ly. 23 chị Mimi Ly. Rồi nhá, còn size gì đấy? Không có 35 chị ơi, cái này không có 35 nha. Còn đẹp 18 lắm. Với 12. Còn 18 ký đổ về và 12 ký đổ về. Còn được 2 cái. 18 ký đổ về và 12 ký đổ về. Em đem 105.000. Còn 18 và 12 thôi. Phát nhanh tay vậy mình là quá xịn. Cái sang hàng xịn này chị em mình mà mua cho bé cho nó sướng. Quá đẹp luôn. Rẻ. Em thì cái nào em nhập là nhập gần như là tặng luôn ấy. Mà hả, đi cho chị em mình trên rất là ít. Đam ra coi như giống như chị em mình mua được giá sỉ luôn. Chị bé Tú kiểm tra, chị bé Tú chuyển tiền, chuyển tiền rồi. Rồi nhá, chị nào lấy hồng lên hồng cho em. Không, chị Cẩm Văn lên sao? Rồi màu tím này chị Cẩm Văn. Chị Cẩm Văn màu tím này trừ cho gì? Hồng size 17 thì chị Thi Vũ. Hồng 17 chị Thi Vũ. Chị lên sao mà. Rồi lên tím cho Nguyên này nè. Chốt liền luôn đi nè. Hỏi tím chốt tím luôn để hết hàng nè. Rồi lên tím cho Nguyên nhá. Ê, nói đi chứ chừa cho bạn những vài cái với vài hộp nữa. Cái hàng này cũng về theo đợt. Chốt rồi. Còn 12 thôi. Còn 12 đổ về thôi. Màu hồng đậm nó cũng được chị. Hồng đậm nó cũng được. Trời ơi, màu tím này. Rồi màu tím màu nào cũng đẹp. Rồi lên tím cho Nguyên nè. Chốt liền màu tím này để lên màu tím khách chốt. Rồi lên sau lại là keo nè. 18 hết rồi vậy Trang. Trang còn 12 rồi. Còn 12 ký đổ về thôi. Rồi cho Nguyên con này màu tím đây nè. Lên tím cho Nguyên phát nè. Trời ơi. Vàng 17 còn không chị? Vàng hồi nãy 17 còn không?
Có 17, 18 con kìa. Cái gì Đỗ Phương? Thì Đỗ Phương. Rồi Lan luôn dùng nguyên con này quá. Trai gái gì mang không được. Lan cho nguyên tím nhá. Comment tím kèm luôn dùng số ký. Đúng một ri màu tím thôi. Đó, nên là chị nào thích tắt liền cái này luôn. Tím nhá, comment tím luôn dùng nguyên. 23 chị Cẩm Văn. Em không định lên đồ bé nhưng mà cái mã này em viện còn ít tên nào lên luôn đấy. Chứ không tính lên đồ bé. Rồi cho nguyên con này phát. Chị nào lấy cái này lên mã tím luôn dùng nguyên kèm sai. Tím kèm sai nhá. Tím kèm sai 23 chị Cẩm Văn rồi đúng không? Xe 30 không có đâu chị ơi, maximum là 25kg thôi. Maximum là 25kg thôi, chị nào lấy cái này lên tím. Nha chút tím em không lên bé trai, không định lên đồ bé đó chị ơi. Nó lại tải lên tinh xíu em lên trước thôi. Có ít nè em lên trước thôi. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã tím. Chốt tím luôn dùng là được nhá. Quân đây luôn chị em ơi, giá là 105.000 lên tím cho Nguyên. Comment tím 105. Rồi lên luôn dùng mã hồng, hồng đậm. Comment mã hồng đậm này chữ theo. Cái này cũng đẹp rồi chị ơi. Không có chị ơi. Không, thấy mà cười rồi. Thấy mà cười rồi. Nè. Mặt cười theo. À mặt cười có màu nào, mặt cười còn màu màu xanh. Không, chị mặt cười theo à hay là cái nào? Rồi chọn hồng đậm để cho nhím cũng được nè chị. Mà nó lên sáng ra. Hồng đậm mấy, mấy cái chân váy. Size 20, 23 á chị, cái 23 cái độ về á. Trừ cho hồng cho bạn nhím đi. Nè cái này mix với chân váy. Ôi, đây nè. Đây nè. Đó rồi mình mix sẵn đây nè. Mix sẵn rồi nè. Mang với cái cho con chân váy này thôi, mang thêm cái quần legging này thôi luôn. Nha chị nào lấy chân váy thì chốt chân váy, cái này cũng còn size tầm 22-23 cái độ về. Chân váy cũng còn size nhỏ. Rồi chị nào lấy hồng đậm lên một màu này nữa thôi chị. Vi chậm lắp lắp con lady level lên mã khác. Trong nguyên con này phát, chị nào lấy cái này lên mã hồng đậm luôn dùng là được. Nhìn cân chưa? Tiến size 13 gì Phan Huyền Trang luôn. Tiến size 13 gì Phan Huyền Trang. Rồi chị nào lấy mã này lên mã hồng đậm luôn dùng nguyên nhá. Nguyên đi luôn chị dạy mình là 105.000 cái siêu rẻ. Ủa cái tay sao nó giật giật biết rồi. Comment mã này lên luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã hồng đậm luôn dùng ok. Chân váy rút cho em cái cho con chân váy mua chỗ nào chị. Rồi nha, lên mã hồng đậm luôn dùng là được. Nguyên đi luôn cho dạ mình luôn là 105.000 chân váy bé. Chân váy bé mua ngay cửa chỗ lùm này nè. Em nhớ ai chắc qua chỗ này nè. Rồi nhá, hồng đậm size 25 cho chị Mỹ Lưỡng. Size 25 cho chị Mỹ Lưỡng. Phan thì Mỹ Lưỡng. Đây mà chân váy đây chị ơi. Chân váy đây nè, chân váy 79k. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Chị Ngọc Trâm em nói là chị đi riêng chứ còn chị ấy chạy đã đi đơn rồi nha, chứ không là bắt gom vô là nhà em không có gom được đâu đấy. Chốt xong là để đơn rồi. Ok chị lên nhé chị ơi. Cái này là hồng, này là hồng theo nhá. Lên mã hồng cho em màu bé trai nữa chị. Một màu nào của bé trai nữa với. Màu đen. Rồi màu đen bé trai. Một màu bé trai nữa thôi. Chị nào lấy đen lên đen cho Nguyên là được. UX lắm mà lên chậm lắm. Rồi cho Nguyên cái này đen nhá. Chị nào lấy đen comment đen luôn cũng được. Nguyên đi luôn trẻ mình là 105.000 đen. Chốt nhanh tay nha chị ơi. Nha comment thế chị lên thông tin trên live cho em, lên địa chỉ lên số điện thoại lên trên live cho Nguyên với. Cho Nguyên con này phát lên mã đen cho Nguyên là được. Nha còn màu đen này thôi. Màu đen, chị nào lấy đen lên đen. Hồng đậm size 16 dị Liên Nguyễn Hình Bé. Size 16 dị Liên Nguyễn Hình Bé. Chân váy bé 20kg có. Đến 23kg có size. 79k con chân váy. Còn con áo này 105.000, chị em mình không mua này tí. Riêng cái hàng này không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Nói theo đợt, hàng này chuẩn hàng tàu xịn luôn ấy. Hàng này hàng shop 200 mấy nghìn. Rồi đen cho Nguyên. Đen 20 chị Ngọc Trâm. Rồi em qua mẫu nhé. Em qua mẫu nhé. Có cái gấu trắng này cũng cưng nè. Con này cho em lên tóc nữa nè. Con thỏ trắng lên luôn. Cho em lên mã này nữa nè. Comment mã thỏ trắng luôn dùng được. Một mã này nữa thôi nhé. Lên mã thỏ trắng này bé gái nè. Cưng lắm. 105.000 mua con này. Căn váy thì Cẩm Hương Suka 20kg. Đi cho chị Cẩm Hương Suka 20kg cho em hết. Rồi lên cho Nguyên con này phát nè. Comment mã này lên cho Nguyên với nè. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Chị nào bảo ghé lấy, tranh thủ ghé lấy luôn hôm nay nhá. Ai ghé lấy bảo ghé lấy luôn nha. Người khác dặn ghé lấy quá chừng, ngay cả ngang cả cầu thang chẳng thấy ghé lấy. Cho Nguyên con nè. Khách mới không để ghé lấy. Cho Nguyên con này nè. Comment mã này là mã thỏ trắng cho Nguyên là được. Lên mã thỏ trắng cho Nguyên là ok. Kèm số ký luôn dùng Nguyên nhá. Từ 10 độ lên 25kg độ về là chốt đẹp. Lên mã thỏ trắng kèm số ký luôn dùng là ok. Lên mã thỏ trắng kèm số ký luôn dùng là được nha. Được một ri thôi nên là chị em tranh thủ phát. Rồi em qua mẫu. Chị nào lấy thỏ lên mã thỏ, thỏ trắng luôn dùng là ok. Màu xanh lái xe máy lên cho em đi chị ơi. Chị Ngọc Trâm ơi, màu xanh lái xe máy lên cho em luôn đi. Chị là lái xe 23 á. Thỏ trắng xe 24 cho chị Mimi Ly. Em lên bé trai rồi chị, bé trai chỉ còn màu xanh với màu đen. Chị lấy cái gì chốt thôi. Có lên áo thun chị Hiếu rồi nó chờ em xíu.
Có, thỏ trắng gì mi ly chưa? Rồi. 24, rồi ok. Chị lấy cái size, chị Ngọc Trâm ơi, lấy size gì lên size đó cho em. Lấy size gì lên size đó cho em. Hồi nãy chị lên size 23 đó. Bỏ xuống qua cho em đi. À cái này còn mấy bộ này để em lên nó chứ, cả này khô tàu. Chắc có tông tàu khô, bộ xịn. Bộ xịn tương tác cho em đi, mỗi chị em mình vô xem like tương tác cho em đi. Chấm tương tác lên luôn dù nguyên nhé. Cho em áo thun đằng sau chị trước đi, đây nè, đây nè. Không, mã nó khác, mã nó sau cho mã nào ấy trước đi. Có mấy cọc em thả xuống đâu, em thả xuống đâu mà. Em thả xuống mấy cọc nữa. Áo thun. Size 25 hết rồi chị ơi. Con. Một tặng còn 25. Đây. Có màu mà màu có màu rạc á. Em thả xuống mấy cọc luôn ấy. Em thả áo thun cổ ạ. Bỏ xuống cho em đi. À cái này cho em lên luôn đi, còn mấy cái này. Cái này xịn sò này. Đừng có vứt hết cái này chị. Bỏ cái này lên đoạn phát nè. Lâu lâu hành bữa mà nó. Cái này em còn mấy cái này xịn sò. Cái này là hàng tàu bao nhá. Trắng 23 với 18 có mà. Không, hết rồi chị đừng thích. Hết à? Hết rồi chị ạ. Có trắng 25 cho chị học lên. Hàng tàu bao. Hàng tao bao, trời ơi xịn lắm. Nàng, nàng. Ôi view ít thế này mới like mà có 60 view á à. Lên nhanh đi, à, đẩy cái này qua bên đi à, Huyền bóc hàng lẻ hàng chỉ xuống cho Nguyên đi. Cái này view làm sao lên hàng mới. Cái này làm sao lên hàng mới. Nàng, xịn chưa. Hàng này chị em mình mua bao nhiêu tiền. Chị Huyền biết có rồi đúng không. Con này trẻ mình lấy 60 ok luôn, trẻ mình mua về cho bác cũng được. Cái này cũng dạng hết đi nhé. Theo toàn bộ. Nè, trẻ mình con này em đi trẻ mình 95.000 cá. Thứ con cá chứ mấy. Mã này thứ con cá chứ mấy. Lên mã mũ vàng cho Nguyên là được nhá. Toàn bộ chữ này là chữ theo này. 95.000 em còn được vài cái thôi. Nha, còn được vài cái thôi. Lên luôn dụng mã này là mã mũ. Mũ nhá, chốt mũ vàng luôn dụng là được nhá. 95.000 một con. Lên mã mũ vàng 95. Trẻ mình xem like cố gắng tương tác giùm em nhé. Rồi. Mũ vàng, mũ trắng, hàng xịn này nè. Em nói là chỉ có nhà em đi được cái giá này thôi. Vì bình thường người ta bán dạ mình ấy, người ta chen lên mấy chục nghìn. Cái này em có nhập số lượng về em đi dạ mình chen như vậy mình mua được giá sỉ. Cho Nguyên con này lên mã mũ trắng cho Nguyên là được. Form này chị em lấy 60, mang ok, những con này xịn lắm luôn. Nhưng mà chị em mình mua trước. Mũ vàng cho chị Minh Ngọc. Chị em mình mua trước vài hôm nữa không có giá này. Em phải là đi trước. Đi trước để chị em mình mua luôn được giá rẻ. Đó. Rồi nhá, mũ trắng này. Chị nào lấy mũ trắng comment lên luôn dù anh chị em mình mua cho con gái lớn cũng được. Mua con gái lớn, con trai lớn cũng được. Mũ trắng con cái, mã form nó không phải là form dài nhé. Form vừa vừa. Form lẫn vừa vừa này, không phải form dài nhé. Được chưa, chị nào lấy mũ trắng. Cho chị Huyên viết. Nè, xịn đẹp lắm. Xịn đẹp, cái này là người lớn bé gì mang cũng được hết á. Còn được mấy cái chỗ này thôi. Đây vàng còn này chị nè. Vàng cho chị nào nữa nè. Cho chị Nguyễn Kiều nè. Vàng cho chị bé Tú nè. Vàng chị bé Tú nè. Rồi nhớ lên mã mũ hồng cho Nguyên nhé. Mũ hồng đẹp xịn. Hàng đây dạ mình nhìn hàng cho Nguyên nè. Vàng. Vàng hết vàng mũ rồi. Còn vàng không mũ chị ơi. Rồi lên hồng. Mũ hồng cho Nguyên nhé, 95.000. Mũ hồng 95, chị nào lấy mũ hồng 95 comment lên luôn dùng Nguyên. Hết mũ vàng rồi chị ơi. Chuyển qua mũ hồng cho em nha. Đấy chị nào lấy hồng lên hồng. Hả? Mũ trắng à. Mũ trắng còn cái. Mũ trắng còn cái. Mũ vàng. Chị ơi maximum là 60. Mũ trắng mũ hồng, mũ hồng. Chị nào lấy hồng lên hồng luôn dù nó được nhé. Mẹ tụi có mũ vàng rồi. Còn một cái mũ hồng 60 chị em mang vẫn được. Nhưng mà cái form này không phải là form dài nhé. Form lửng lửng thôi. Form vừa vừa thôi. Quá đẹp luôn. Nhá chị nào lấy mũ hồng kìa chị. Mũ hồng cho chị Nguyễn Thảo. Còn một cái mũ hồng nữa nè. Bao xịn sò luôn. Nè chị em mình nhìn form nè. Cái form này là đây đây còn cái mũ hồng phun lửng lửng nhá. Nó không dài, không phải là cũng không phải là crop top, nhưng không phải không dài cho chị Mai đăng quá xịn luôn. Thứ còn cá chứ mấy. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Mấy cái này mới cân nè, mấy cái này mới cân nè. Nè tay của nó nè, cái này lửng lửng nha chị em mình ơi. Lửng lửng con này em đi chị em nó 89k không mũ. 89k nhá, lên màu cam cho Nguyên. 89k không mũ, toàn bộ là dòng hàng xịn hết nè. Hàng này chị em mình đi mua mấy trăm đấy. Con này em xe chị em 89.000 nha. Chị nào lấy cái này lên cam 89,
Phơm này 60kg vẫn được. Mang lửng lửng này chị em mình nước chân váy cũng đẹp nha. Comment nè. Hết mũ rồi đấy. Hết mũ rồi chị ơi. Không. Thế mũ chi đó? Mũ trắng à? Mũ trắng còn cái kìa. Mũ trắng như vậy Hiếu Hình lên đi. À không, 26kg không vừa à. Chị ơi cái này là hàng của người lớn. Hàng của người lớn mà gọi là mấy bé mà lớn 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 thì mang được. Cho mấy đứa học cấp 2, cấp 3 mang được. Chứ còn mà chứ không phải là của bé đâu. Đấy. Thôi giật cái tay miết luôn. Nãy giờ giật cái tay miết luôn. Rồi nhá, lên mã chữ trắng cho Nguyên. Comment mã chữ trắng. Cái này 15kg không có đâu chị. 15kg gì lấy cái mã 105.000 lúc nãy. Lấy 105. Ui cái này cưng chưa nè. Nè. Theo trắng cho Nguyên nhá, xịn chưa? Trời ơi, cái này mà không phát này phí luôn. Nha, chốt lên chị Huyền biết có rồi. Cái này nè, comment mã này là mã hình trắng luôn cho nó được. 89k mà không phát con này thì phí quá. Nha, 60kg vô tư luôn. Comment mã này mã chữ trắng, những con này quá xịn. Con này quá xịn, toàn chị em mình đi muốn lấy trăm chứ làm chi có đi 89.000 như thế này. Đó, chị nào lấy cái này lên mã này là mã chữ trắng. Nhìn hàng này chị em mình đủ biết nè. Comment mã chữ trắng nè. Nha, chốt chữ trắng luôn dùng em còn trơn. Đây con. Hình trắng đó cho chị. À, hình trắng là cái trước ấy. Hình trắng là cái trước này. Trước một, nó có mũ không mũ gì nữa. Cái sau. Chữ. Rồi lên mã này. Chữ hồng có một cái. À hình trắng là cái này. Nãy đi cái nào ta? Lẹo. Có cái. Ok để cái đó cho chị. Còn một cái mũ chị hồng. Mary. Còn một cái mũ hồng 95 sót lại này. Chị nào lấy mũ hồng 95 lên mũ hồng 95 luôn nhiều ok nhé. Còn đường cái hồng 95 nha. Hôm nay 60 vẫn ok. Chị không ngủ là 89. Rồi lên mã hồng 95. Chốt mã hồng 95 luôn là ok. Còn lên mã hồng. Đây còn cái chữ trắng nữa chị nè. Còn cái chữ trắng nữa nè. Còn cái chữ trắng nữa nè chị Trần Nguyễn nè. Chị Trần Nguyễn nè. Rồi lên mã chữ hồng. Còn lên mã chữ hồng luôn được. Còn một cái mũ hồng 95 thì chị nào lấy mũ hồng 95 chốt lên luôn dùng em là ok. Rồi nha, lên luôn dùng mã này. Comment mã này mã chữ hồng, cưng chưa nè. 60 vô tư. Nha, rồi lên mã hình hồng cũng được, chữ hồng cũng được nha. Đây 95 à 89.000. 89.000. Mũ hồng cho chị Nguyệt Kiều. Áo khoác phối nam size L mấy hôm rồi chưa thấy. Chị Yên Phước có đơn Nguyễn. Yên Phước có không? Chị bảo mới mấy hôm rồi không thấy chốt đơn nè. Nhắn tin qua luôn chốt đơn luôn cho chị đi. Rồi. Bên nhà em nhắn tin chốt đơn rồi đó chị, kiểm tra tin nhắn đi. Kiểm tra tin nhắn giùm em đi. Rồi lên luôn dùng mã chữ hồng, chữ xanh. Ui, màu xanh này ngọt chưa? Xanh này đẹp chưa? 95.000 nó luôn. À 89.000. Phan Hiền Trang. 89.000 không nè, cái này áo hơi lửng lửng chứ nè. Áo hơi lửng lửng chị em mình mấy chân váy cũng đẹp nè. Comment tay đẹp này. Lên mã này là mã hình xanh, 60 vô tư. Cái này mà chị em mua cho con gái lớn nó ưng. Nó ưng lắm luôn. Mấy đứa mà học cấp 2, cấp 3 nó ưng cái này cực kỳ. Lửng mà rộng rộng to to này. Đấy chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã chữ hình xanh. Còn hình xanh, hình trắng, hình vàng, hình hồng, hình cam. Đấy chị nào lấy chốt và còn một cái chữ trắng nữa là hết. Còn một cái hình chữ trắng nữa là hết Nguyễn. Nha, chị nào lấy chữ trắng chốt chữ trắng luôn nhưng ok hết rồi phải không? Kêu kêu coi trên nó còn, trên chị còn không? Lên nát luôn. Chị nào lấy mũ trắng thì còn đường cái này. Cái túi đục như đây á. Hình như hết rồi. Thăng cái nó lên cho em áo tung nó xuống đi. Thăng cái nó lên, dán cái nó lên cho nó dễ bóc hàng chị. Không đem qua nó móc hết bên kia luôn được. Móc hết bên kia cho nó gọn dễ lấy hàng. Rồi giá chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho em. Rồi cái này em còn được bán cá. Em bán tặng luôn, bóc hàng cho em lên. Bóc hàng cho em lên. Cái này em còn được mấy cái này. Xịn sò. Xịn sò lắm, vải đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà size nhỏ, size 52 đổ về. Lên mã kiểu hồng, 50-52 đổ về thôi chị em mình ơi. Giá bán tặng này. Vải này chị em mình ơi. Đẹp lắm luôn ấy, nhưng mà Nguyên còn mỗi size nhỏ thôi. Em bán tặng luôn chị em mình con này 55.000 cái. 55.000 nghe rõ luôn. Dùng Nguyên view ít, rất là ít luôn. Chia sẻ em phát nữa trời. View cực kỳ ít luôn. Cho nguyên con này phát đi chị em mình con này 55.000. Dòng của nó là dòng tơ chị em mình ơi, size này dành cho chị em mình 50-52 độ về. Có màu hồng và màu trắng, còn còn size nhỏ. Bán tặng luôn chị em mình 55.000. Chị nào lấy cái mã này lên mã 55 kèm luôn dùng nguyên cái màu hồng đậm này,
hồng nhạt màu trắng còn từng này cái thôi. Review ít này là chị em mình cố gắng xem like tương tác lên luôn dùng nguyên phát, chia sẻ lên luôn dùng nguyên, cắm thả tim thả like lên cho nó nổi bài lên xíu vậy mình ơi. Đấy, chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá, em đi luôn chị em mình là 55.000 cái cho em, không là bắt cho em mấy cái cao bé trước, mấy cáo len bé còn sót nó lên sale luôn được, mấy cái len bé còn ít nè, cái nào mà chị nào chưa săn được cũng tranh thủ săn luôn nè, hết hàng rồi, em tấm hết luôn rồi đấy, em tấm em sale hết luôn rồi. Cái này nhím vừa tầm 18 ký thôi. Cái này tầm 18 ký thôi, cái này còn cá coi này. Cái này còn cá cho bé nè, 18 ký nhá. Váy len cực đẹp luôn, phải đẹp. Em đi chị em 49.000. 49.000. Tặng 49.000 con này luôn. Chị em mình đi mua bao nhiêu tiền con này? Váy len 49k size 18. Size 18 nhá. Chị nào lấy váy len chốt váy len size 18. Váy len size 18 toàn bộ hàng em mix hết đó, áo riêng và chăn váy riêng. Chị nào lấy váy len size 18 chốt lên luôn dùng là ok nè. Không phát nữa, phát cái gì? Phát cái gì sai đó. Hiền hồi hiền kiểm tra luôn, Khoa Đức Nguyễn có rep tim Huyền. Không rep bỏ xuống xả hết đi. Mua hàng gì mà. Cái này kêu 15 ký độ vậy. Cái này 15 ký độ vậy còn cá nè, quá xịn. Đấy. Ôi răng cái tay nhất quá. Cái này 15 ký độ về nhá, con này quá xịn luôn. Sale luôn, cái này cả trai cả gái đều mang được hết. Nha, còn chạy hàng tàu như thế này hết chị em mình này. Hàng này chị em mình đi mua trăm mấy cái. Em đi luôn chị em mình con này 69.000 cái. 69.000. À 79.000, ờ 79.000. 79.000. Xả lỗ quá tiếp. 79.000. Thiệt ra thì cũng chưa vô mùa nhưng mà em bán hết rồi. Chưa vô mùa nhưng mà em đã bán hết rồi. 79.000. 79.000, đi Nguyễn Hiền bài già. Rồi sao 23 đổ về. 79.000 con. Không bao giờ. Không bao giờ bắt gặp ở đâu có giá này dưới tiền 150 không có rồi. Dưới 150 không là không có rồi. Em nói thiệt sự luôn. Chị nào lấy cái này 23 ký đổ về. Trai gái gì mang cũng được hết. 23 ký đổ về nhá. Chốt mã 23 luôn nữa được. 23 ký đổ về, chị nào lấy 23 lên 23 luôn dùng nguyên nhá. Em đi hết 79.000 vì cũng còn có mấy cái thôi. Giờ chưa đâu chị em mình ơi, chị em mình phải tranh thủ mua trước. Chị Nguyễn Hiền bây giờ có rồi. 23 ký đổ về, chị nào lấy 23 ký lên 23 ký luôn được. 23 ký đổ về. Chứ chị. Để lại đô con đừng có nữa. Đừng có thái chị. Đang tiên đừng có thái chị. Có sai đó. Hồi sáng giờ ngá. Màu đi con trai này chứ sai nó. Thầy chị theo. À đi học huynh về đã. Ngày mai 19. Từ từ chờ em xíu. 23 ký đổ về ăn được chị. Maximum là 23. Ai thôi. Chứ chị Hiền Vít kìa. Không có màu khác đâu chị, em còn có mấy cái thôi. Em bán lỗ đấy, 79.000. Huyền Vít. 19. Ừ. Con này 25 gì trong kia Nguyễn Cá nè. 25 gì trong kia Nguyễn Cá nè. Em đi 79k chị em ơi, nhận con hàng này về giật mình. Em thiệt luôn. Nhận con này về chỉ có giật mình thôi. Chắc quá xịn sò. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. 223 luôn. 2223 nhé, đi 79k con. Chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhé. 2223 đổ về. 79k con. Chị nào lấy chút nhanh. Có ai cà phê không? Một bữa nữa thôi. Ai cà phê? Lên 23 kg cái. Hai ba đó chị. Chị bé Tú. Cái cà phê không? Cho em cà phê mà không đá. Chứ đâu quả đá đâu. Không có 35 đâu chị ơi. Cho chị Nguyễn Phượng cá. Cho chị Nguyễn Phượng cá. Rồi nhá. Còn hút nó khó gì cho vô trong bình. Rồi nhá, còn 23 ký đổ về thôi. Còn 23 ký đổ về cái này giảng vô tư giảng thoải mái 79k. Cho chị thị tạ cá. Rồi, hai cà phê à. Sữa à. Ngon nghe. Sữa. 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 Cho chị thị tạ cá. Mấy cái quả là ngon chứ. Ngon ngày hôm qua là ngon. Có bữa uống ngày hôm qua mình có cái lần đầu tiên mình có cái mình còn có bút bạc tặng tôi hết rồi đi. Đẩy hàng quay cho tôi like trời ơi. Sao vừa đi like vừa đi bút hàng này. Hết len rồi. Đẩy hàng quay cho mà like chứ. Cái này cho mình coi. Còn nhớ không? Có mấy cái.
Rồi tiếp luôn, dùng nguyên con này size nhỏ này. Size 15, 18. Size 15, 18 còn chừa lại. View ít lắm nên là lên tiếp lắm. Chừa lại chứ hàng nó không có mà bán. Thế là mưa xuống thôi. Mưa xuống rồi bắt đầu khách hỏi. Không có hàng. Rồi cho nguyên con này. Ủa Rinh đi đâu vậy? Cần đừng cắn. Rồi lên cái này còn sát này, cân siêu cân luôn. Cái này siêu cân luôn. Nguyên nói nhận hàng con này về chỉ có sướng thôi. Nhận con này về chỉ có sướng thôi. Con này size 15 nè. Nguyên sát này. Size 13, 13 maximum 15. Nè. Này cân chưa này. Nè, size 13 kg là đẹp nhất. 12, 13 kg là đẹp nhất. Lên size 15 chị Nguyễn Thoa. Size 15 chị Nguyễn Thoa. Ai ai nhanh tay con này size 13 là đẹp nhất, nguyên set như thế này. Nó xịn lắm luôn. Em đi chị anh 79.000 con luôn. 79.000 nguyên set. Nè. Lên mã set. Lên mã set luôn vừa được nhá. Comment lên set luôn dùng nguyên đi 79k. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn. Set 14 kg rụng tim luôn. Nhận cái set nó về lụng tim luôn. 79.000 luôn. Con này ai nhanh có nè. Cái này cũng nguyên set 79.000 nó. Size 13. Size 13 chân váy 35 chứ không có. Nè em chị em mình thôi. Thế. Còn hình như đồ bé còn lại tải tên lên rồi Huyền bỏ xuống nguyên xe luôn. Bỏ xuống xe luôn đi cho nó gọn để chắc hàng hết. Trời ơi nhỏ con. Chị em mình ơi. Con bả. 12 13. Trời ơi. Cái hoodie này mua bao nhiêu tiền rồi? Hết chốt rồi. Cái hoodie này mua bao nhiêu tiền rồi? Trăm mấy nghìn con, em đi nguyên cả bộ này 79.000. Trời sốc luôn á. Bây giờ Hiền viết ra. Còn gì là lẻ xx là nguyên đi lên nó hết. View x thì em lên tàn thôi. Nha. Trời ơi. Trời ơi. Cưng nha. Đừng im nữa. Cưng như này, hàng xịn sò chứ em nói em sale rẻ nhưng mà chị em mình đừng có tưởng hàng xổm. Toàn hàng cao cấp, hàng này người ta treo shop, còn người ta bán tiền trăm không, mấy trăm không. Con này lên luôn, dùng nguyên cái này tầm 15kg đổ về được, mang body xíu nhé. 15kg đổ về. Nè. Con này đi 69k. Lên mã đỏ đô 69k luôn được. Xưng lắm, đỏ đô 69. Mà nè, 38 nè. Em xem mà không tiếc nhưng mà thôi. Còn cái đi cho nó gọn. Còn cái chứ mất. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Lên mã đỏ đô. Cho chị Ninh lên. Cho chị Ninh lên. Phúc Hào lên cho em. Chị đó. Ninh lên. Đây còn có mấy cái bé trai này nữa đi. Đây còn 1-2 set HD nữa. Còn được 2 set HD nữa nè. 2 set HD nè chị em mình ơi. Size nhỏ. Một cái size 12. Một cái size 18. Nè. Size 18 đổ về. Nha, lên mã set luôn cũng được. Không, cái này chốt tầm 16 17 kg, 16 17 kg nè. 16 kg đổ về đi. Chốt cho nó thông thả vì cái này nó rộng rộng xíu cũng được. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nè, 16 kg. Nha, lên mã set 16 kg 79.000. Trời, con áo này không ra. Ôi sao cái tay nó. Riêng con áo này không có giá 79k rồi, em đảm bảo luôn. Đi chị em mình set này, chốt cái nó đi chị. Đó đô nó chốt đi. Rồi. Comment mã set 16 kg đổ về là đẹp nhất, 15 16 kg đổ về là đẹp nhất. Lên mã set. 15 16 kg là ok. Thì nào lấy set, lên set 79.000 luôn. Và set 10 11 kg nha, chốt set nhanh tay nha chị em mình ơi, 79.000 làm sao mua được. Trong khi hàng xịn như này. Trong khi hàng xịn sò như này. 79.000. Rồi nhá, size 10 này. Size 10 11 còn được một set hết đi, chị nào lấy set lên set nhá. Da cá tàu đấy. Mã hả đi 79.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Phát cái này nè chị em mình nó cưng lắm. Một cái áo hết đi một cái váy đi 79.000 nha. Tiếp luôn dùng nguyên nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Không em không like lại đâu chị. Không, tầm 16, 15 16 kg. 15 16 kg thôi. Con chơi cái này bán tặng 49k đi con cái. Tặng 49k có cái cũng là hàng tàu. Nhưng mà size này tầm 10 kg thôi. Tầm 10 11 kg thôi. Rồi lên mã mũ 49k. Tặng 49.
tầm 10-11 kg. Cái này còn rất mẫu lại cái cũng như một khi em đi hàng nguyên ri xong là còn lại cái thì em bỏ ra bán hàng lên. 16 kg đó, xét 16 kg. Đỏ luôn 16 kg. Xét hai cái gì chị ơi, lên đỏ cho em đi. Từ trước từ rồi. Hot đi đó chị, hot đi chị comment ở trên kìa. Comment con này 49.000. Chị nào lấy mã 49 comment mã 49 cho Nguyên là được nhá. Nè, xinh chưa? Xinh chưa? Toàn bộ là hàng tàu hết á. Cái này là cũng da cá tàu size 18 này. Size 18 này. 55.000 luôn, chốt mã gấu 55 luôn, ok. Tiêu trắng quá. 55k luôn. Tiêu trắng quá. Cái set nữa đó chứ cái gì nữa à. Trời ơi. Máy, người ta bán bao nhiêu tiền? Người ta bán bao nhiêu tiền? Toàn dòng hàng xịn không? Hàng máy tát. Cái này size 12-13kg đẹp nhỉ. Nhà cưng này trong câu này 13kg à, mua cho nó vài bữa nó đi học. Chị để vài hôm nữa không có hàng. Vừa không có hàng đó, vừa đắt. Chứ tôi đâu bị vừa bữa đi lấy về đâu. Có ai bắt tin để đưa mốt à, xong mấy đứa có thể. Này nguyên set nè, nguyên cái quần này bao nhiêu tiền rồi? Riêng cái quần này bao nhiêu tiền? Cái này nguyên cái này bao nhiêu tiền? Nguyên cái quần này bao nhiêu tiền rồi? Nha. Cái này lên luôn dùng nguyên này. Comment mã này là mã set đen. Set đen. Mẫu size 10 cho chị bé Tú. Nè. Nguyên cả set len nè, size 10 size 11. Size 10 size 11. 69.000 luôn. Set này size 10 size 11 nhá, 69k nốt luôn. Đẹp cho bé gái nhé chị em ơi. Đẹp lắm luôn, size 10 size 11, 69.000. Thì là ngang 35.000 cái này. Hết đi đen hết chốt rồi. Mũ cho chị bé Tú chưa? Rồi. Mũ 10 á, mũ 10 đúng. Cho chị bé Tú. Còn mũ ni mũ mấy? Mũ ni. Mũ ni mũ mấy? Hết đi mà. Chứ là xếp. Xếp mũ xếp cho 10. Chị học lế. Rồi. Con xếp. Răng hết rồi, nãy hết rồi. Cái con hai xếp mà ra. Bà đưa đây cho em. Tổng cộng là 3 xếp. Xếp 16 kg. Xếp 10. 10 chị chốt chưa? Nó chốt hết rồi. Chị mới vừa rồi nãy là mấy ký? Chị mở lại cho em. Chị mở chị bé Tú là mấy ký? Chị bé Tú mũ mà. Mũ áo. Mũ áo mà thằng đó 49.000 nữa rồi đấy. Sách đen chị Ninh Lê. Sách đen chị Ninh Lê. Cái nào cũng đập số ký hết chị ơi. Cái nào cũng đập số ký hết. Con này siêu dài lên thần. Phải. Phải. Cái này bạn nhím gần mang vừa chút đến 17-18kg là ok. 17-18 là ok. Cái này nguyên con váy lên thần 17-18 là ok. Em đi 69k luôn. Váy lên thần 69k luôn. Chị nào lấy váy lên thần 69k lên luôn dùng là được đường cái thôi. Nha, chốt mã váy lên luôn được. Đường cái váy lên thần 69k. Nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Nói chung là cái này thứ cái này em bỏ lên bán tặng cho nó gặp. Chị mình mua trước. Phải đã lắm. Thôi có cái. Cái này tặng nót luôn. Phải xíu xíu nhé. Size này tầm 12 cân này. Cân này cân này. Cái này mang ôm body 10-12. Cái này cưng quá nè. Mua con quần lách ghi nguyên bán 55.000 nữa đó. Là cái này nữa ok. Nè cân chưa. 49.000 luôn. 49.000 nó. Chị nào lấy cái này lên mã len 49.000 size 10 size 11 cái là được ấy. 49k. Nha, chị nào lấy len 49k luôn dùng là ok. Len 49. Chốt mã len 49 chắc len hết rồi đúng không? Len xanh mấy cái len thần xanh chứ sao. Cái này quần dạ. Cái này quần dạ. Quần dạ size 30, size 28 30. Bán tặng mỗi chị 49 cho chị Bích Ngọc. Size 30, 28 30 quần dạ nhé. Cái này chị em mua trước thôi chứ giờ thì cảm giác nó là chưa, nó chưa mặc tới. Vài hôm nữa nhé. Nè. Con này em bán tặng chị em 39.000 con. 39.000 một con quần dạ như thế này chị em mà nè. Tin nổi không? Một con size 28 nè. Một con size 28 và một con size 30. Nha, chị nào lấy quần dạ. Quần dạ dày nhé. 39.000 luôn. 128 và 130 nha, sale luôn chị em mình lại 39.000, chốt nhanh tay đi chị em mình ơi. Những cái mã này làm sao bắt gặp ở đâu được giá này?
chỉ có là còn rất mẫu là em sale thôi. Chị nào lấy cái này lên thả quần, dạ size 8 là cái màu nâu, 28 là cái màu nâu, 30 là 39.000. 39.000. Đi chứ vài hôm nữa tự dưng đi ra ngồi mua cao lắm. Mấy cái này em mình mua cao lắm. Đen size 30 đó chị, đen size 30. Chị Bích Ngọc. Cái này chị em mình mua xong về mua thêm cái legging cho nó nữa. Rồi lên mã tím cho Nguyên nhé. Comment mã tím này luôn giùm Nguyên. 18 cái độ về. Cái này mang dạng mang phủ mông luôn. Những con này mang phủ mông hết nhé. Rồi lên mã tím luôn giùm Nguyên đi chị em, con này 69k đi. Tím 69k size 18 độ về, chị nào lấy tím 69 lên tím 69. Size 18 độ về là ok. Cái này mở ra hết vì size. Bỏ luôn cho chị Minh Ngọc luôn vì cái size nó ở trong trong áo á. Nè, trong nguyên con này phát. Chị nào lấy tím 69k, cái này mang phụ mông. Mang phụ mông nhé, 69.000. Size này dành cho bé nhà mình 18 độ về là được. Nha, chốt lên mã này là mã 10. Hai cái này size 18 hết. Cái này thêm lớp ly vỏ. Rồi còn cái 18, nó dài lắm hàng nha. Em chạy hàng quảng cao xịn luôn á. Hàng này là hàng chơi shop nhé chị em ơi. Hàng này là hàng shop nhé. Cho em để ý luôn giùm em. Vì còn rất mẫu là em bỏ lên em sale cho nó gọn nhà thôi. Chị Linh. Rồi lên luôn dùng mã cam. Comment cam luôn dùng nguyên dạng váy 69k. 69k. Nè cân chưa? Nhìn cân chưa? Toàn bộ là dạng ui. Cổ 18 luôn. K18 nhá. Chị nào lấy K18 đẹp lắm chị em ơi. Mình phải nhanh, mình phải mua trước. Vài hôm nữa cần thì làm gì cũng có. Cái này giá này lên luôn mã cam luôn dùng 18 đi chị em mình, 69.000. Cam 18 và 69.000. Cái này em bỏ lên bán tặng luôn chị em mình này. Thằng này đi sỉ vô 155.000 rồi này. 155 rồi chị em này. Dòng nỉ tàu nhá. Size 13. Con này em bán tặng bao nhiêu tiền ta? Bữa em xem tiền ta. 13 là số máy đó. Số 6. Ê làm sale giá mấy? 69.000. Phải không? Phải không? Số mấy đó? Số 6 đó. 13kg. Cái này em đi luôn trẻ mình 55.000. À quên. Quên. Răng lẹo á, người chữ ngơ ngơ rồi. Thôi 59.000, thôi 55.000. 55.000 đi chị. Có mấy bộ thôi. 55.000 nó luôn size 13. 55.000 nhá, bộ này là bộ nỉ tàu nha chị em mình ơi. Nè, size 13, chị nào lấy cái này lên xanh. Đang bị ngơ rồi. Đang bị ngơ rồi, lên mã xanh size 13, lên bộ xanh size 13 55.000. Một bộ xanh size 12 và một bộ xanh size 13 55.000 bộ. Nha chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Tương tác kém quá nên là làm biến lên lắm. Đã biết lên cái gì? Ơi còn một cọc khoác nữa chị kìa. Cho em lên nó cọc khoác nữa đi. Chưa lên mà. Chưa. Lên rồi. Còn một cọc khoác nữa nè. Trai gái gì mang cũng được hết chị. Trai gái gì mang cũng được con đó hết. 55.000 thôi. 12. Lai tàn tàn thôi chứ 12 chị Duyên cũng. Rồi cho nguyên con này khoác nè. Lên mã khoác luôn dùng nguyên nhé. Khoác size 22kg. Thậm chí 25 còn bon trang được con nè. Đây luôn trẻ 79.000. 79.000. 79.000 con này nha. Con này quá xịn nha. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Thơm lấp ly vỏ. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Comment mã khoác luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã khoác luôn dùng nguyên. View X này là làm biến lắm chị. View X này là có cái gì có X X chị em lên thôi. Rồi nhá, chị nào lấy khoác comment khoác luôn dùng nguyên 79k. Siêu rẻ. Nó 23, 25 được. Hàng giả. Mang ôm cho nó đẹp. Không có 33 ký. Một cái ring sung cho bé. Hàng 180 này. Khoác 18 còn không ta? Cái này được. Không có màu hồng. Khoác 18 cho chị. Màu này màu gạch. Màu gạch chứ không phải là màu hồng. Màu gạch nhá. Màu gạch nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này cho chị Khoa Trần. Chị Khoa Trần chốt đơn thì lên lấy hàng thì em trừ hàng nha, chứ nhà em hôm bữa lao lao có một cái để miết rồi xong em xả mày đó. 79.000. 79.000 cho chị Khoa Trần. Chốt hàng lên nhà lấy luôn cho em. Màu gạch chứ không phải màu đỏ đâu. Rồi lên mã ring sung cho Nguyên này có một cái. Ring sung có một cái. Khoa này tầm 23, 25 độ về, 23 độ về là được nha. Em bán tặng 49.000 luôn con này. Sung nhá. Chị nào lấy cái này lên mã sung cho Nguyên. Ring sung
hay bạn nhím mà bị dài hay. Thì hay bạn nhím mà bị dài không, để cho bạn nhím con linh sung này luôn. Đặt like lên. Dài. Không có 40 chị ạ. Cái này lặt like lên được không? Con này xinh quá mà sale. Thôi để cho kiếm. Con này đi lặt like lên. Đặt đi để cho em cho soạn hàng cho em like đi, cho nhanh. Rồi còn cá size nhỏ này. Size 2. Lên mã này lên luôn dùng em nhé. Em lên rồi. À lên rồi. Lên rồi nhá. Con này size 2 đổ về. Lên mã 22 kiếm luôn dùng là được. Rồi con này đi 7 mấy nghìn ta, 79 nghìn luôn à. Con này xịn, lên mặt phót xịn bé trai. Ta 15-16, phót xịn nhá, phót bơm bơ, phót gió bơm bơ, 15-16. Phát đi, con này mà không phát nữa phát cái gì. Bóc hàng cho em lên chứ, tại trực hàng, hàng lẻ hàng gì cho em lên hết. Rồi cho nguyên con này lên mã phót xịn 79k. Cái này toàn bộ là kim size như thế này nè. Ta 15-16, hàng Quảng Châu luôn. Kim size nhá, 79k nó luôn còn cái. Thì nào lấy cái này lên luôn dùm em. 79k kim size được cái nha, chị nào lấy kim sa 79 lên kim sa 79 khoác váy trai nhá, xịn lắm. Chị nào lấy khoác lên khoác nhanh tay luôn dùng đi. Cái này là cái váy len, cái này là một cái váy len. So con này 30kg vô tư, 30kg vô tư có 1 cái chứ mấy mày nếu nói cho mấy 150 bằng nhau 2 cái 30kg vô tư nhá. Lên mã váy len con này em đi luôn trẻ mình 59k luôn. Ai nhanh có được hai con. Váy len size 30. Váy len thần nhá, size 30. Đi luôn trẻ mình là mấy tiền mới đọc 59.000. Rồi bộ nhung size nhỏ size 12. Bộ này bộ nhung nhé. Bộ nhung size 12. Chị nào lấy bộ nhung size 12 lên bộ nhung size 12. Váy len được hai cái đó. Váy len được hai cái. Cái này là nhung size 12 nhá, cưng chưa? Ở đâu 39.000? 59.000 chị ơi. Váy len Văn Trần, để coi Văn Trần thì mới. Sao màu một xanh đó. Cho chị Nhi bảo. Cho chị Nhi bảo về chị Văn Trần được hai cái này. 59.000 chị ơi, đâu ra 39.000. 59 nha. Trời ơi. Hàng gì hàng này em đi 59.000 em giật mình rồi. Em lên rồi nhá. Bộ nhung size 13 12 13 cái này quá xịn nhá. Cái này quá xịn nha. Nguyên đi luôn cho dễ mình con này. Hết rồi chị ơi. Nè, comment lên này, con này em đi chèo 55.000, phát nhanh đi. Bộ này hẳn là bộ nhung nhá. Bộ nhung nhá, chị mở chị ghi cái số ký đi chị, chấm dĩa. Rồi cho nguyên con này size 13kg nha, chốt lên luôn 13kg. 55.000. Chi ra. Đánh chưa. Để ảnh hưởng. Rồi lên mã bộ nhung luôn dùng nguyên size 12 nhá. Chốt mã bộ nhung size 13 lên luôn dùng luôn, ok. Mình đi luôn trẻ mình chỉ có là 55.000, phát nhanh tay như vậy mọi người. Còn được hai bộ nhung, những cái bộ này trẻ mình không chốt tiếc lắm luôn nha. Lên mã bộ nhung. Nhung chốt 12 kg à. Bộ nhung size 12 kg á. Cho Bích Ngọc 55 hai cái như nhau phải hả? Hai cái như nhau hết, cùng một size. Cùng một size 13 kg, 12 13 kg á, 55.000. Bích Ngọc Cẩm Tú Cao. Đi cà phê ngon mấy bữa. Ngon ha. Đấy. Ngon mấy bữa, mấy bữa ngừng bận có uống. Thì không. Thôi dữ lắm, đừng có uống. Thiệt để uống à. 10kg cũng được chị. Rồi cái này size 12kg nè, gấu hồng size 12kg, 55.000 gọn luôn. Hay rồi, hay nhung rồi nha. Nhung bộ kìa. Ủa, 13. Cái cho nhỏ ơi. Rồi lên cho nguyên con này. Không có 15, 16 đâu. Con này size 13. Ok nha ơi, có con này size 12, 13. Đẹp lắm luôn. 55.000 toàn size nhít. Toàn size nhít 55.000 chị em mà nó rẻ quá thể luôn. Bán mà tiếc luôn ý. 55.000. Chốt lên luôn những mã này là mã bộ 55.000 luôn dùng là ok nhé. Bộ 55.000. Bộ size 10, 12 nè, 13 nè, 14. Có được 3 bộ màu hồng. Cái gì? Tức là đang lên. Còn mấy bộ bán tặng. Sao tự nhiên giật miết cái tay luôn sao? Cái càm lụm chi mà mực không đó. Rồi. 15kg còn không chị á? Hồng đi lần sao còn 15kg không cho chị Nhân Nguyễn cả. Rồi còn được 3 bộ size 12, 13,
14, được 3 bộ màu hồng nhé. Chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng là ok. Comment lên hồng nhé. Rồi bộ gấu này một size 14, một size 15. Chị cho chị Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn. Bộ gấu xanh này trai gái gì cũng được, 14 và 15 thôi. Rồi bộ này hồng size 14 cho cẩm tú cầu. Đây này, ừ, cẩm tú cầu. Không có 17 chị Ninh Ly ơi. Nè, trời ơi, cái bộ này nó đã nè. Được hai bộ gấu xanh. Size 14 và size 15, đúng hai bộ thôi. Cũng size 15. 14 và 15 thôi. Nè chị em mình ơi. Cái này mang phê pha luôn nè. Toàn bộ dòng Lý Tàu hết, hàng này không đi sỉ vô lần 155.000. Nha chốt lên nè. Cái này không còn 25kg này. Còn luôn, còn cái 25kg. Cái này cho chị Học lên đi đêm xanh, xanh 15 nè. Xanh 15 cho chị Văn Cao. Cho chị Văn Cao. Văn Cao. Cho chị bé U Cao. Chị xanh đây 55 rồi. 55. Cái gì bé U Cao nè. Cái chị Nguyễn Thoa nè. Hết nè. Nguyễn Thoa nữa là hết nè. Rồi còn một gấu xanh size 14 thôi. Còn một bộ gấu xanh size 14 lên đây luôn cho dạy mình là 55 nè. Một bộ gấu xanh size 14 nên là hết. Chị nào lấy gấu xanh size 14 chút lên luôn dùng nguyên nè. Còn được bộ nữa 55 nè. Chị trừ cho hắn được vài cái chứ. Học lê cái này trăm mấy à? 105. Vài hôm nữa mang cái chân váy đi học. Mang quần legging đi học. Ngày hôm nữa mang quần legging đi học quá đẹp luôn. Rồi nhá, chị nào lấy gấu xanh, lên gấu xanh. Rồi còn xanh nhạt này là size 12, 13, 14. Xanh nhạt này có 12, 13, 14. Kiếm bộ 18kg cho boy đẹp trai mà khó quá à. Cái nào 18kg cho boy đẹp trai. Cái này có 18kg không? Bộ á. Bộ nó có size ấy không? 17kg. Sơ mi size 62 cho chị Vũ Hiền. Bóp chị Vũ Hiền cái size. Vũ Hiền sơ mi size 2, sơ mi trắng size 2 chị Vũ Hiền. Rồi cái này mình có 14. Gấu 14 đây nè. Gấu 14 cho nhỏ ơi. Cái này có 12, 13, 14 nhá. Lên mã này là mã xanh 12, 13, 14 đi 55 nghìn hết nhá. 12, 13 và 14. Cái bộ nhung đó chị Nguyệt chưa chị Nguyệt đó hả? Nó có, chị đang cái size đó. Chị lấy rồi. Dạ không chị ơi. Cái này có 23kg để cho chị Bích Ngọc. Mặt cười xanh, chị nào thích cái này lên mã mặt cười xanh kèm size từ ta từ 10 độ lên đến 25kg độ về có xanh. Nha, 10kg độ lên đến 25 độ về có xanh. Rồi lên luôn dùng mã nào. Comment mã này là mã bộ xanh. Bộ xanh. Chốt mã bộ xanh nhé. À, lấy size 130. 130. Xanh 14, 10, 15 cho cẩm tú cầu. 14, 15 cho cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu. 12 cho chị Ngọc Thoa. 12 chị Ngọc Thoa. Trời ơi, rẻ quá cho chị Ngọc Hoa. Rồi còn 13 nữa thôi. Cho chị Ngọc Hoa 55 nghìn. Còn 13 nhá, chị nào lấy 13 lên 13 này. Còn 12 và 13 còn 2 cái. Mặt cười xanh này chị. Mặt cười xanh lấy 3 cái này. Nè. Mặt cười xanh còn không? Còn nữa không? Đây nè. Xe 10, 15 với 25. 10, 15 thôi không có 25. Không có 25. 10 với 15 thôi chị Khánh Nguyễn ơi. Chị Khánh Nguyễn ấy, còn 10 với 15 còn 25 khách chốt rồi. Cái này 13 cho cẩm tú cầu. 13 cho cẩm tú cầu. Còn 10 với 15 chị lấy không? Lấy báo em nhá. Lấy một cái xe lên thôi. Rồi lấy mã nhung cho Nguyên nè. Comment nhung này có bộ em đi 55 nghìn luôn rẻ. 130 nè. Cho Bích Ngọc quá. Nhung nhá. Bộ này là bộ nhung. Hôm bữa có trừ cái sơ mi cho anh Kinh đó. Khánh Nguyễn ok không? Ok Khánh Nguyễn. Dạ. Đấy. Hôm bữa trừ cái sơ mi cho anh Kinh quen đem xuống. Cái này. Cái này size 13 anh Kinh biết sao máy. Cái này trừ cho anh Kinh bộ này vài bữa mai này. Bộ ấm này. Rồi cho em lên luôn cái bộ này nè chị. Coi cái bộ này giùm em đi. Cho em lên luôn đi. Sale đi. Bộ to, bộ này em như bộ to ấy. Thay mặt cười xanh 15 kg à. Hết bộ. Hết 15 kg à. Không, cái này được thì được. Cái này được 15, 18 được. Mang rộng, cái này hot đi người ta mang càng rộng càng đẹp, sợ không có size to thôi. Càng rộng càng đẹp. Ôi cái bộ này size to thế à. Bộ này size to thế à. Bộ màu size to hết. Cái này toàn size to hay là còn một size. Cái bộ này là tầm 35 kg độ về là được. Một size rồi. Còn size to 35 kg chị em. Lên nhanh. Trai gái gì mà ăn được bộ này hết.
nha. Size 35 được, ok thì đã lắm. Chị em mình mua cái quần này không bao nhiêu tiền nè, trai gái đều mang được cái này hết. Chị em mình nhìn nè, cái này em đi nón luôn, chị em mình 60 60 hôm bữa xe giá mấy trời, bữa xe bộ này giá mấy 15, cái này hơi rộng đó chị. Em đi chị em bộ này 65.000 luôn, size 35kg nhá, có một size 35kg đổ về nha. Còn mấy mã này là mã chữ 35kg, sale 65.000 luôn nha, sale 65.000. 35, 37 thì bông trang cũng được. Ghi lại đi. Còn mấy bộ nữa mà, còn mấy bộ nữa mà, còn mấy mã bộ chữ, còn mấy mã bộ chữ, còn mấy bộ đấy. Ghi đi. 35kg như nhau à? Ngày 16 vô coi gì. Như nhau còn 16. 65 à? Được luôn kìa, chị có ngắn tôi vậy? 65 à 60. 65 bé u cao nè. Cái càng rộng càng tốt, chị mang vừa luôn kìa, nó điện ngắn thôi chứ. Chuyên nhỏ. Chút 35kg, bà đi bệnh năm gần 50kg mang được đó. Để áo thì vô tư đó. Áo thì vô tư, không, có mỗi size. Linh Phương. Có mỗi size nữa. Còn cái ghi đi, trai gái gì mang được. Đây mã chữ chữ xanh. Còn đây mã chữ xanh, đây mã chữ xanh. Size 26 hơi rộng đó chị. Size 26 hơi rộng đó. Vải đã lắm, vậy mình yên tâm. Hắn còn ít, cơ bản là còn ít nên là nguyên lay thôi. Nè. Không phải cái nỉ bông xù 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 đâu. Lưu ý không phải dòng nỉ bông xù xù đâu. Trong này cực mềm nha. Đi 65.000. 65.000. Cái màu đẹp đẹp như trời nên cô không mua đây xíu nhỉ. Cái này không có 20kg, toàn xe bự thôi. Toàn xe bự thì 65.000 luôn. Con Nguyễn bán dở người lắm. Bán dở người lắm. Thiệt luôn. Cho chị Nguyễn Liên bộ. Xe 35kg đổ về thì tầm 30-35 đều được hết. Thế. 30-35 đều được. Size này lớn nhất rồi. Cái này nguyên xe 65.000, hàng này hàng 79 nha, hai chạy 79-85. 50kg không có. Áo sơ lưng là áo gì với nhiều áo này. Thế. Chữ xanh chị Ninh Lê có rồi. Ninh Lê có nha. Áo sau lưng của em á. Đây hả? Còn sai, còn sai chị cứ lên số kế cho em. Rồi còn cái gì vậy, còn chữ gì đó phải không chị? Lên tàn tàn thôi chứ view này lên vui vui thôi. Hình như còn một sải nữa thôi. Còn chữ còn đây. Nhưng mà vừa lên vừa chữ. Thì cái một sải nữa thôi. Trời ơi, cái bộ này không lẽ em xem không, cái này không phải. Trời ơi. Bộ này tàu xịn chuẩn tàu luôn. Bộ này không xe, bữa nó xe mới 75. Ủa, công xe có 75.000 à? Phải không? Tàu cũng phải. Rất là mịn, anh mịn là 75. Cái này là tàu. Lặn lên. Này. Đây dạ mà nhìn, nó đã lắm, con quần không có giá này. Cũng xây to, cái này bé trai thôi. Xây 35kg, cũng xây to nha. Mua nhanh tay dạ mình ơi. Cái này được tầm bao nhiêu bộ ta? Còn một size, size to, size 35kg. Cái này hình như chị không xài chị đó. Có được mấy bộ đó? Trời ơi nè. Mặt cười xanh size 16 có không chị Liên Nguyễn cái này? Liên Nguyễn cái. Còn một cái này thôi. Ủa thế bà lên cái nào có size rồi bà báo nè. Cái này còn size chị? Một size duy nhất nè. Hết rồi. Còn cái size duy nhất à? Size 18. 18kg. 18 đây, chị học Lê lấy một chút. Xanh là còn 18, chị Liên Nguyễn lấy chút. Hình như chị có rồi mà. Bộ đen này cũng đi luôn chị, em mình nót nè. Xanh à. Còn không, coi còn không. Được mấy bộ đếm đi Huyền. Thắng đó, tàu luôn. Lũy tàu, dòng lũy tàu chị em mình nhìn người ta mai nè. Nhìn người ta mai nè, em đi 75.000 luôn. Bằng cái quần thôi. Bằng cái quần thôi. Đi 75.000 nói cho nó gọn nhà. Đây này chị em mình nhìn cái bộ đồ nè. Nhìn cái bộ đồ dùng nguyên này. Áo xám 15kg không có. Còn xám 15 ấy, cho chị học đi. Không. Size 15kg mà, chị lấy size 120 á. Không có, còn 130 thôi. Không có. Rồi lên mã bộ đen. Đây đây bộ đen đây. Bộ đen đi, chị nào lấy bộ đen lên bộ đen. Bao nhiêu? 75.000 đi.
bán cái này đài nhà lắm. Riêng cái quần này không bao nhiêu tiền rồi chị em mình ơi, còn size 35 tí thôi. Lê 75 Hồi Như. Cái này bé trai thôi nha. Hai mã này nữa là hết rồi đúng không? Hai mã này là hết đúng không? Đâu còn màu gì nữa đâu đúng không? 35 cho chị Kim. 35 ký. 30 cũng mong trang được. 30 cũng mong trang được. Cái quần này nguyên gần mang vừa mà. Hơi ngắn thôi. Này chúc 35 đổ về thôi, Nguyên mang gần vừa nè. Khoảng ngắn thôi. Nguyên mang vừa mà ngắn thôi. Vừa mà bị ngắn thôi. Lý Tàu em 3 bộ 35 kg. Là có bộ này đã. Có mỗi màu thôi chị ơi. Hết đi bé trai có 25 kg. Có chứ. Còn cái bộ đó là răng. Cái bộ Mỹ. Hái văn cao nha. Bộ này có 2 bộ à, lên mã số 2 cho Nguyên. Xe 3537 luôn. Này có 2 bộ. 3537. 30 cho chị Nguyễn Kim Thủy đi. Nguyễn Kim Thủy. Ờ bộ đen đó đó Nguyễn Kim Thủy. 35 à. Thế. 75.000 đây. Ý là 35 cái. Đó, cùng size đó mà. Cái này có 2 bộ nè. Chị Nguyễn Tuấn 2 bộ chi đó chị ơi. Chị cái này cho chị Huệ Kim bộ, chị cần bộ. Huệ Kim bộ còn bộ nữa thôi. Chị Văn Cao có rồi. Cái này còn không? Con hả? Nguyễn Tuấn 2 bộ à. 75 à. 75 cho chị Huệ Kim bộ nè. Thì mình có rồi. Rồi. Mã này khá. Mã này khá. Mã này. Có một con này sót thôi chứ nãy giờ cháu cái này xong rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cho không, cứ ghi cái mã này coi cứ dùng nguyên cái này, cái hình này nè, khác xíu thôi. Cái mà cái hình màu trắng là cái quần màu đen trơn. Còn cái này là cái quần này luôn nè. Thôi bốc đại hai mã nó ngang ngang nhau bốc đại. Thôi hai mã ngang ngang nhau bốc đại đi vậy mà. Mấy người này cũng có cái hình nó khác không? Cứ in ra đi chị, rồi chị bóc giùm em. Sẵn gì lộn xộn đó mà sẵn ha. Đấy em Ina hết rồi đấy, bóc bỏ đơn đi. Tuấn có ghi chưa? Bóc bỏ đơn đi. Bóc bỏ đơn đi. Rồi qua. Đó em in hết ra sao rồi có bỏ đơn cho khách đi. 22 ký có. Rồi ok có. Rồi cho em lên mã khác. Ờ, đằng sau lưng chị là cái gì đó. Lấy xe lồng xộn. Đập cho lên luôn. Trời. Gió nam thì hàng còn nguyên vị. Hàng còn trong nó cho vô hàng lồng xộn luôn. Hàng đồ thì mới vừa like xong. Cho vô hàng lộn xộn luôn. Có tàn trùng nữa đó. Nó như nhau hết đó chị. Cái vụ này lê. Làm chị còn có từng nay quần nữa. Thì được có. Quần gió nam trong này còn chứ. Còn cái con size 65 kg hàng công ty này. Hàng này quá xịn thì. Chị nào nhận hàng về cũng ưng hết á. Size này là size 6 á. 65 kg còn được hai con hai màu nè. Hai cái HD bé trai size 2 chị bóc hai màu giùm em. Hai hai cái là được. Còn nguồn gió này Nguyên nhớ còn đấy. Con mẹ cãi. Size này 65 đã được 2 con, 95.000 con. Hai cái size 65 95.000 con. Con này hàng 250.000 cái đó. Chị em mình mua tranh thủ mua đi. Đó, chưa vô mùa gió mà Nguyên gần như là hết rồi. Đó, đi bé trai size 25 cho chị Khánh Nguyễn luôn. Màu gì cũng được cho chị Khánh Nguyễn cái. Đây em in nè. Em in nè, chị bóc nè. Màu đen, màu xám thôi, nói chung là màu tối tối. Nhá màu nào cũng được thì em bóc cho. Rồi, chị nào lấy cái này, đấy, pin ra rồi đấy. 75 kg chắc hết rồi.
Cái 23 này. Rồi chị nào lấy gió này lên gió luôn dùng nguyên này. Rồi nhá, cho Nguyên lên gió đấy, chị nào lấy gió này lên gió, cái này xịn lắm nhưng mà sợ không còn xe bự. Còn trên đấy mà sợ không còn xe bự. Chị nào lấy quần gió thì lên quần gió đi nhá. Cái này em còn mấy cá bỏ ra bán tặng luôn nè. Tặng 29k luôn. Bán tặng 29k luôn nè. Đây, lấy cho chị cái này, hai cá này cho chị Liên Nguyễn. Đẹp quá đẹp luôn chị Liên Nguyễn, hai cá. Nhiều mấy ký nha. 95.000 con. 95 à. Liên Nguyễn hình bé. Rồi con này 29k luôn. Size này dành cho chị em mình 50. 2 đổ về tặng 29. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Đây sao có 25 chị. Đây sao có 25 chị Nhân Nguyễn. Con này lên luôn dùng đi. Ái sao chị ơi. Rồi lên luôn nha. Con này 29 đi. Chốt mã 29k luôn được. Này còn lẻ tẻ lẻ tẻ. Trưa nay la hơi bị lỗng thủng nè. Tầm lâm hàng. Cho Nguyên con này. Tặng nó con này 39k luôn. Cho Thu Hà. Ê, quên. Tặng nó con này 45.000 luôn. Thành nó con này 45.000 luôn. Chị nào lấy mã 45, trước mã 45, size này đến 60kg. Size này đến 60 luôn. Size M nhưng mà form này nó to, quần sung 45.000. 45.000, to nhá. Ống sung chị không có ống bo. Nhà em không có ống bo, quần gió không có ống bo nhá. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên 45.000 con này. Quần sung 45k được 28. Chị nào lấy sung, lên sung luôn nhờ ok nhá, siêu rẻ luôn. Lên sung trong em là được. Comment mã sung 45. Sung 45 nhá, chốt sung 45 luôn dùng là ok. Comment mã sung 45. Lên sung 45 luôn dùng là được nè. Đang like mà cứ gửi mẫu, mẫu lấy hàng. Quần sung. Đây còn cá. Chào Minh Ngọc. Rộng. 43kg rộng lắm. Dùm dùm này đẹp sao? Lướt coi đẹp. Coi đẹp lái luôn để đi hàng. Đây còn một con quần gió này size 65 đổ về luôn. Còn con quần gió size 65 đổ về luôn. Nhá, chị nào lấy cái này lên mã gió 95.000. Chị nào lấy quần gió nam 95, những cái con hàng công ty này chị em mình mua đi. Không có hàng đâu. Không còn hàng đâu chị em mình. Em tranh thủ em lên đến chiều lấy hàng lẻ sale hết luôn. Con này bán tặng luôn chị. 49.000 luôn, 45.000 luôn. Size này đến 60, 45.000 size đến 60 nhé. 45.000 size đến 60. Nha, cho Nguyên con này. Chị Kim Chi Nguyễn chốt đơn chuyển khoản trước em mới đi đơn. Nha. Kim Chi Nguyễn biết rồi, nên hôm bữa xả đơn phải không? Đâu, Kim Chi Nguyễn sao? Chị nhưng mà hôm bữa chị chốt đơn xong xả đó. Liên hệ không được rồi xả rồi. Giá được bao nhiêu? Quần gió 95. Chị ok em chốt cho em không dám chốt hàng đâu. Rồi con này áo này, lên mã nào nãy đọc bao nhiêu tiền? 45.000 nè. Cho chị Bích Ngọc. 45 cho Bích Ngọc. Bích Ngọc. Rồi lên luôn dùng, tranh thủ đang có người soạn hàng. Nguyên lên luôn chị em mình hết luôn đi. Những cái lẻ lẻ này đi. Chứ không buổi tối quần quần có mình không, vừa đi bóc hàng vừa lái hơi lâu. Cho Nguyên con này nhá, chị em mình tranh thủ nha. Gom vô nha. Con này em đi bán tặng chị em 45.000 luôn. Con này bo rip hàng 65, 69k nè. 45.000 tim luôn.
chốt mã tim 45. Rồi lên mã tim 45 luôn rồi, ok. Lên mã tim 45. Sao nha? Tim 45 cái này em có một cái. Size chị em mình 58 gọn lên 60. 58 kg độ về. Nha chị Kim Chi ơi, có ok không em mới chốt đơn nha. Ok thì em mới chốt đơn nha. Cảm thấy ok thì em mới chốt đơn, chứ còn không như hôm bữa là để miết gọi tới gọi lui, nó thiệt sự giống như là em đi chốt hàng cho khách mà em đi cầu cạnh khách đi. Năng nỉ ỉ ôi luôn ấy. Trời ơi. Cho nguyên con này. Bán không tặng. Để cho quần gió cho mình kìa. Bán tặng luôn cho dạ mình con này luôn. 59k công sở. Hàng này Nguyên đang đi bao nhiêu tiền này? Sale 79k đó. Sao 57 58 chị em mình lên nha. Comment mã công sở luôn được. Comment mã công sở luôn được. Nha, bán lên công sở tặng 59 luôn đi. Công sở tặng 59. Tặng 59 nhé. Ở đâu có con áo gió này, bỏ đi qua bên đó chứ đang rồi. 59 cho Nhân Nguyễn. À cái này nó bị lỗi xíu nè. Nó bị lỗi xíu là ở cái dây kéo này nè. Nó bị bong cái này ra một xíu nè, áo gió hàng công ty. Áo gió nam xịn nhưng mà cái dây kéo nó kiểu như là gió Nguyễn Kiều có nó, nha. Nó bong cái này nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Size là size 65. Em bán tặng luôn. 90.000 đi. Hàng này đang chạy 129.000, mũ có thể tháo rồi ra được nhé. Nè. Xịn sò lắm. Lên cho nguyên con này với. Công sở và xả sỏ. Bỏ xuống rồi. Xuống rồi đúng không? Lên mã gió lỗi. Lỗi xíu cái phần khóa kéo nhưng mà lỗi là nó bong máy ra, vẫn kéo bình thường hết nhưng mà nhìn nó không được đẹp lắm đâu. 90.000 nó luôn. Lên mã 90. Comment lên 90 cho nguyên. Con này em đi luôn chị, em 49. Lỗi nha, có lỗi nha. Lỗi xíu. Con gió nó lỗi xíu hàng công ty đó. Rồi cho nguyên con này. Đang 59 hết rồi. 49k luôn. Lên mã 49 cho nguyên là ok. Size này chị em mình 50. 557. Quần 58 đang 59 hết rồi. 55 57 ký độ về. Ok, vâng cao. Nhà em đang tranh thủ chốt đơn đó. Nha chị em mình để chốt hết cái đơn cũ đi, còn đơn này gom lại like sau nhé. Đừng gom với đơn cũ nữa, nó lâu lắm. Cứ nhà nguyên ngày nào cũng like hai dạo á, xong like này chị em mình gom like khác, like này. 59 hết rồi nha. Không dứt hàng được. Con quần nam size 30. Nhưng mà em nói này, size này nó nhỏ. Nó nhỏ nhá, form này nó nhỏ nhá. Comment mã này là mã quần nam. Cái này xịn lắm luôn, nhưng form nó nhỏ này vậy nè. Tầm 55, 57 đổ về thôi. Em bán tặng luôn con này luôn. 60.000. 60.000 nhá. Vải này chị em mình yên tâm luôn. Hàng này hàng shop người ta bán mấy trăm nghìn không. Hàng xịn nhất chứ không phải hàng sổn sổn đâu. Vì còn những cái này là những cái size nhỏ, Nguyên bán tặng. Đó chị em mình để ý. Size 30 nhờ form nó không to. Tầm 55, 57 đổ về thôi. Nha. Comment mã này là mã quần nam, chốt luôn 60.000. Lên mã quần nam 60, những con lẻ tẻ đó thể treo lên được. Quần nam 60. Thì nào lấy mã quần nam 60, lên mã quần nam 60 luôn nữa là được nha. Tôi mấy con này cân quá. Quần nam 60 tương tác cho em. Đi hết hàng lẻ lên cả công sở em lên nó chiều luôn chị em nè. Giờ đang quên, đang có người buổi trưa bốc hàng. Lên đến chiều luôn. Hành đến tối luôn. Hành cho bà ăn bữa cho bà nhừ tử luôn. Cái này cưng quá nè. Cưng quá chị em mình. 55, 57 đổ về. Đây mã cô gái có được mấy con? 55.000 con. Con này chị em mua đi, em còn mấy con à. Ngày hôm qua là 500 mấy hàng này. Xong hồi tối like lên còn. Đóng xong còn ít like. Giờ còn được 2-3 cọc thôi. 2-3 cọc là 20-30 áo thôi, không có nhiều đâu nha. 55.000 con này quá đẹp nha. Chốt lên mã này, mã cô gái 55.000, size 55-57. Con này chị em mua có mấy con? 55.000 nha. Lên mã cô gái được từng này, con cô gái này size này 55-57, áo của nó hơi lửng lửng xíu, chị em biết chân váy cũng đẹp, được còn 4 con nữa. 55.000 một em nhé. Lên mã cô gái 55 luôn, ok. Cô gái trắng và cô gái đen, lấy cô gái trắng chị Hiền Liên. Áo khoác gió màu xanh ngọc, xanh ngọc. Cô gái chị Quỳnh Như cho chị Sương Thu. Còn gái đen nữa nè, xanh ngọc size XL cho chị Ngọc Trâm. Cho chị Ngọc Trâm. Cô gái với trà sữa. Rồi lên mãi gái đen có một cái. Chị nào lấy gái đen, lên gái đen luôn dùng nguyên nhé. Em đi hết luôn chị em mình là hết. Em đi luôn chị em mình là 90. À lộn, không phải 90. 55.000 cho chị em mình thôi. Đấy chị nào lấy chút trên tay. 55.000 con. Lên mã 55 xem like, cố gắng tương tác cho em nha. Không.
Đen cho chị Quỳnh Như. Đen chị Quỳnh Như, con này đang rất là đẹp nhưng mà bị lỗi xíu chỗ nào, hồi tối em bỏ ra này. Này, chị dơ xíu này. Hồi tối bao nhiêu người áo lon không có này, đường cái nào bị lỗi dơ với em về giặt được là được. Con này bán tặng chị em 35 này. Không còn cái nào luôn. Khách đạt hết. Nè, con này bị lỗi 35 nghìn. Lỗi 35, chị nào lấy lỗi 35 comment lên lỗi 35 luôn, ok đó. Lỗi 35, còn một cô gái trắng rồi đấy. Lỗi 35, chị nào lấy gì Minh Ngào. Lỗi 35 chốt nhanh tay luôn, dùng nguyên là ok. Mấy con Boris này bán tặng nốt luôn đi. Mấy con Boris này bán tặng nốt đi, còn được mấy con. Tay này mang công ôm nhé, 55 đổ về. 55 đổ về. Con này 55 đổ về thôi chị em mình. Nhưng đi luôn trẻ mà nốt con này là lỗi hết rồi nha. 45 thì nốt. 45.000 nốt, sợ chưa? Lên mã 45 sa a 45 hồng. Boris là hàng nguyên chạy bao nhiêu tiền? 6 mấy nghìn. 65.000. 65.000. Con này 55 đổ về. Cái đen hết rồi đúng không? Cái đen hết rồi, còn cái trắng. Cái đen hết rồi nha. Còn cái trắng thôi. Còn cái trắng. Rồi lên luôn như này, con này hồng 45. Hồng 45 size 55 Boris nha. Chị nào lấy mã này lên hồng 45. Màu nu 45. Màu đen 45. Màu đỏ 45. Chị nào lấy màu nào lên màu đó. Chữ thì nó ná. Đi hết 45.000 luôn. Lon em hết rồi. Boris chưa bao giờ, em nói chưa bao giờ có cái dòng 45 nè. Đấy, giá này là giá lên chị mình cho nó gọn nhà đây nè. Chị nào lấy cái này lên luôn, dùng nguyên mã này là mã 45 kèm màu. Chắc Boris xịn nhá. Chị nào lấy Boris lên, nhưng mà size này size 55 đổ về thôi. Lên mã 45 kèm màu luôn nhỏ được nha. Trời ơi, Yến Mary. 45 kèm màu. Chốt mã chữ 45 kèm màu cho nguyên là được. Không cho Bích Ngào. Chữ 45 kèm màu. Làm xíu không? Làm xíu em tỉnh đau xíu tốt. Quyết tâm không thèm mà cứ thử. Con này ai nhanh có này, lên mã viền bán tặng luôn. Viền này bán tặng luôn. Một like thôi chứ không tự dưng hôm nay vui vui ngẫu hứng này cái hôm sau em lại đi 65.000. Hôm nay là em đang đi lỗ luôn nè. Không, cái này như em bán 55.000 nhưng mà 65.000. 55.000. Em đang bán 55.000. Boris nè. Cưng chưa? 45.000 nó luôn, ai nhanh có. Áo thun trắng phía sau rồi, còn có một cái này thì cũng còn ở đâu ấy. Quả tim đi còn vậy. Còn cái này 55 cái gì xương 55k chị Thu xương đào lái chốt. Còn đúng cái. Lên mã tim trắng đường con. Rồi cho nguyên con này. 55.000 kèm màu luôn, dùng nguyên 45.000 kèm màu nè. Boris xịn này mà đi 45.000 chị em mình nghĩ ra không? Cho màu kèm màu. Lên mã này là mã viền kèm màu đi, viền hồng, viền vàng, viền đỏ. Viền hồng, viền trắng, viền đen. Cho nguyên mã viền kèm màu nhé. Em đi chị đi đây like này thôi. Đó, hôm sau lại không được ấy là đi lại 55.000. Chị em mình giá nhà nguyên là giá không cố định đâu, nên là chị em mình tranh thủ. Lỗi 35 giờ làm gì còn trời. Lên đen rồi. Có đen rồi. Có đen đó, có được con đen đó. Lên mã chữ cây màu đi. Đây nè. Ừ. Đen 45 cho Nguyễn Kiều. Kiều trắng gì Hiền Liên cho bạn nhé. Đi em. Để. Đo cắt đi. Dài. Trắng cho. Trắng cái gì Linh Lê. Cái này cho chị Thu Xuân Đào. Thu Xuân Đào giùm em này chị. 55 cho chị Thu Xuân Đào. À hết rồi, bên trắng khác. Chị Thu Xuân Đào con đó. Ừ. Cái này có hai anh lên. 55.000. Rồi lên mã L trắng L xanh được hai cái. L trắng L xanh em bán tặng 45.000 luôn. L trắng và L xanh 45k nốt. Chị nào lấy cái này lên mã L trắng và L xanh 45.000 một con. Rồi quá là rẻ. 45.000 nha. Ai lấy cái này lên mã L trắng và L xanh 45.000, nghe rõ cái giá giùm em nha. Quá là rẻ. Ai lấy cái này lên mã L trắng và L xanh 45. Chắc Boris xịn đấy. Cái này là tới còn có một cái à. Size 52 đổ về. Viền hồng còn kìa, viền hồng lại dưới. Viền hồng lại đây nè. Viền hồng là Nguyễn Kim Thùy. Còn cái này size 50, 69.000 con nè. Chị nào chưa có cái này lên nhanh nè. 69.000 nha. Con này size 50 đổ về. Comment mã này. Cái này ngày hôm qua về xong phát hết luôn. Không còn con này. Rồi sót lại cái hai cái này. Rồi lên mã quần size 50. 69.000 luôn.
quần size 50, 69 nghìn chốt lên luôn dưỡng là ok nhé. Thì nào lấy quần size 50, chốt quần size 50 lên dưỡng là được. Rồi, cái này em còn sót máy tái nè, tặng nó luôn. Size 32 đổ về, 34 đổ về, 32, 34 đổ về. Thế hả? Chị không nói gì thôi, bỏ ra cho khách khác thôi. Bởi vì Nguyễn Kiều rồi. Rồi cho nguyên con này, bán này là bán tặng nha. Em thì quần 57 em hết rồi. Từ từ, có lên mũ sao không em? Em lên nãy mà view chậm quá, em tiếc quá. Hàng lâu lâu có được quần size M chị Ninh Lê. Quần size M cho Ninh Lê. Cái này là hàng nước, hàng siêu thị nè. Con này là hàng siêu thị nhưng mà đang còn size tầm 32kg. Thật sự là lớn bé mang được. Nhưng mà cái này là một khi là hàng cặp ấy. Hàng cặp mẹ với bé. Đang còn size tầm 32 đổ về, 32 đổ về, nếu như mà dài quá thì chị em mình lên phát nha, búng lên phát. Kinh chưa, cái này lên phát, con này tặng 29k luôn. Comment lên luôn dùng nguyên con này nha. Con này tặng 29 nghìn, vậy mình phát nhanh tay. Phát đi chị em mình nữa. Rồi like không được. 29 nghìn. Có mấy cái thôi, giá bán tặng 300 mấy nghìn này chị em mình ơi. 300 mấy nghìn, 365 nghìn nè. Nhưng mà tầm 32, 34 đổ về thôi. 32, 34 đổ về thôi, nguyên đã bán tặng 29 nghìn. Tặng 29 nghìn. Chị ơi, chị chốt chuẩn nha, chị chốt ở trên chị xã ở dưới là em không chốt đơn nữa nha. Chốt chuẩn chứ chốt ở trên xã ở dưới là em không chốt đơn nữa đấy. Em nói trước. Con này tặng 29 nghìn, chốt mã tặng 29 luôn dù ok, vải nó rất là xịn. Nhưng mà size tầm 32, 34 đổ về thôi. Nha, 32, 34 đổ về thôi. Tặng luôn 29 nghìn. Vải nó xịn cực kỳ. 32, 34 đổ về thôi. Cho Huỳnh Thí Vi một cái. Giá bán tặng nha. Huỳnh Thí Vi. Cho nhỏ ơi. Cho Thi Vũ. Thi Vũ. Cho chị Nhân Nguyễn. Cho chị Nhân Nguyễn rồi còn hai. Giá tặng thôi. Thực sự mà. Cái này có size to xíu nè. Còn cái. Nhỏ ơi có rồi, còn một cái nữa thôi size nhỏ. Rồi cái này size to. Cái này 45kg. Cho chị Bích Ngọc. Một cái này size tầm 45kg. 42kg. Cái này tầm 42kg và tặng 25. Ông quên luôn tặng 29. 42kg và tặng 29, chốt mã 42kg luôn dùng Nguyên. Lên mã 42 cho Nguyên là ok. Hello. Còn một cái 42, chị nào lấy 42 lên 42 dùng Nguyên phát này. Còn một cái 42 thôi. Chị nào lấy cái này lên 42 luôn vô được nha. Lên mã 42. 42 và sale luôn cho trẻ mình là 29 nghìn. Chốt mã 42 cho Nguyên là ok. 42 cho Dung Dương Thị Phương. Bán cái sẵn hồn. Bán cái giá này sẵn hồn. Cái lầm quần chỗ này là quần TD bạn. Cô cánh sớm á. Ê con sợ ba hai nút nè. Huyền dòng này là con sợ hai nút hết à? Một dòng đây là một kiểu à? Phải không? Một dòng này một kiểu phải không? Ủa cái nhiều vái mà cũng 29 đúng à? Vái hai chín. Cái cục nó là một dòng một kiểu đó. Cũng 2 kg 29 à. Trời ơi. Sao mà để không lai? Like? Ủa. Sao mình không lai cái nó nguyên phi mà. Còn nguyên ri luôn. Trời ơi. Cho nguyên mã này mã công sở đi, đài sai. Công sở đài sai. Bỏ lại đi mà.
Để đây tôi nhìn. Coi giùm em phải cái này không? Có phải đài sai không? Bỏ lên bán đi cho để miết luôn á. Có chứ. Rang rang tìm ra được nhờ hai rep. Tìm ra được nhờ hai rep. Nghĩ là có hủ ăn ở đây đi nhờ có số rồi này. Chặt chặt. Để đây. Anh nhỏ từ từ cái kiểm tra lại đi. Trời ơi mì tao nhá. Không nói bài không đủ sao không trả năm sáu cái còn ôi mì rồi kiểm tra hết á đồng xong à thủy bà cái này bao nhiêu đây 79 nghìn trời phát ngay con này này chị em mình ơi mì tao mà nó đã lắm size 60-62 vô tư nè con này chị em mình nhanh xe 69k luôn. Con này xe 69 luôn mì tàu nhá. Cái này bự hơn cả. Là cái này có con cá thôi nè. Cái này đây còn lẻ tẻ anh. Nè, đây không con nó 79.000. Mì tàu. Công sở hồi nãy cho chị Duyên Vũ, cho ba chị Duyên Vũ này. Cho chị Thanh Hằng, Trần Thanh Hằng 79.000. Lên mã này mã mì tàu, size này chị em đến 60, mua con này về mang cho nó đã đời nha. Cái sầu nó lưng tung này nè, 69.000 luôn. Cho chị Nhân Nguyễn nè. Trời mấy con này vải nó đã. Chị Nhân Nguyễn nè. Thấy à. Con này cân chưa? Con này cân chưa? Kiểu cân chưa? Nhìn tay ác như Duyên này. Rồi tay ác nhưng mà xe ác này gu của Duyên nè. Cái này dạng chiến tắc ấy nhưng mà xe ác đừng có ngó đấy dán bôi bôi á. Chị có khi ông vừa đâu sáu mấy ký xe ác thằng Văn Trang được bả trời ơi ai nhanh có size 60 bán nhanh nha. Con này chị em mình nhanh tay nè, 79.000 boy nha. Mà hàng tàu luôn. Ơ là đẹp với chị Duyên Duyên ơi. Đẹp quá. Nè 79.000 con này. Những cái con này chị em mình tranh thủ mua. Vì mấy khi em like có thời gian bóc cái hàng lễ này ra mà đi. Hàng này chị em mình đưa mua 125.000 nè. Mà chạy mà người ta chỉ chạy được mì hàng thôi, không được mì tàu, mì đáy đỏ như này á. Size này là size 60. Đi dùng chị em con này 79.000 chị em mình nhanh tay. Cho nguyên con này XL 79. Thì 75.000. Mì tàu 79, chị nào lấy mì tàu size XL 79k, chị nào lấy mã mì tàu chốt mì tàu luôn nhận được nhé. Cho chị Minh Ngọc. Lấy không? Lấy không? Mặt cái người đó. Con này đùi size 50. 45k con này luôn. Đùi size 50 45.000 luôn. Chị nào lấy đùi size 50 45.000. Chị nào lấy đùi size 50 toàn bộ cái này là mì xịn không? Chống ngổ mì xịn không? Cái này cứ lẻ rồi á. Nên là bán tặng thôi, size này 50 52 đổ về. Thấy sale rẻ quá nhiều khi cũng muốn trừ lại để mà mang mà nhà. Nói thật sự là cái tủ đồ nhà em toàn quần mì. Toàn quần mì hết á. Ấy một tủ đồ toàn quần mì thôi. Rồi cho Nguyên lên con này phát size trẻ mình 50 độ về. Em bán tặng trẻ mình con này 69k. Dán led ghiên mì đây đỏ luôn. Dán led ghiên và mì đây đỏ nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 69k. 69k nhé. Chị nào lấy 69 comment 69k luôn dù là ok. Được. Quần này lên mã quần quần 6. Quần dập ly. Quần dập ly 69 cho Văn Trần. Thì Văn Trần. Con này bán tặng con trẻ mà 55.000. Size 57 chị nào gọn lên 60. 55.000. Quần 6 nhá, quần dập ly thế này nè. 55.000, 57 chị nào gọn lên 60 cho size L. Nha, đi luôn dùng nguyên là 55.000, chốt mã 55 cho nguyên là được. Mì lát điên cái này mà mì lát điên size 48 đổ về. Mì lát điên. Quần 55 cho Lương Hạnh. Con này lên mã led ghiên cho Nguyên nhé. Size này dành cho chị em mình 48 độ về, chị em mình mua cho con gái lớn được. Đẹp lắm luôn. Nha cho mã led ghiên.
đi chồng Nguyệt ghi đi, đem đồ xuống chứ không là đẹp lên cho nguyên mã này, má lát ghi tranh thủ ngồi đây em sale hết những cái mã hàng lẻ này luôn, nên là chị em mình tranh thủ nè. Con này lên mã mì lát ghi con này đi 69k luôn, mì lát ghi 69, kỳ nào lấy mì lát ghi 69 lên luôn vừa được. Con này lên ngố ngố size 50 luôn. Ta gửi hàng, gửi mẫu hàng. Nhưng mà hàng xịn quá trời mình bỏ qua mình tiếc. Thì cũng trong mấy cái giờ like tiếc hàng, ví dụ như không ấy là tiếc. Bỏ xịn quá là tiếc. Chờ em xíu, em đang sang hàng xịn. Ui. Trời ơi Nguyệt ơi. Nhìn đã chưa nè, 520.000 đấy. Cái này hàng công ty gửi. Lụa. Lụa nhưng mà lụa 500 mấy nghìn bộ này. Đó, đã chưa nè. 320 mấy nghìn. 320. Thấy không, bỏ qua tiếp. Đây tầm 5 ngày có. Đó, hồi vừa lụa nên nó đã. Màu cũng đẹp. 320 mấy nghìn. Không đủ thứ này. Xịn hơn bộ nó nữa. Bộ nó hàng một hãng, cái này hàng công ty xem. Đó, không tập trung được luôn, nó xịn quá. Cho nguyên con này phát nè. Nói đọc nói được. 49.000 luôn, size 50. Lên mã 49k size 50. Ngày trước hai bãi sao là 65.000 nữa chứ. Thấy. Bãi là sao 65.000 nữa chứ. 65.000 trời còn rất một cái. Chứ giờ mua luôn đi. Trời mua luôn đi. Mang biết đi mà. Mua cho chị lương hả? Rồi lên cho nguyên con này, phát nhanh luôn trẻ mình ơi. Ui đâu ra còn mấy con xịn không ri. Duyên Duyên, Duyên. Cái này xây mờ mà có khi Duyên Duyên gần vừa luôn. Thử thử Duyên Duyên, đã lắm. Xây mờ nhưng mà to, cái này là mì đay đỏ nha. Con này là mì đay đỏ, không cái phong này nó to. Đánh đỏ kìa. Cũng 57kg độ về gần được, 64kg gần được, 55-57kg. Con này quá xịn nha. Em nói mua ngay con này đi trẻ mình ơi. Em đi luôn trẻ mình, con này 55.000. Cho Nguyên mã xịn cho Nguyên nhá. Tàu. Lên cho Nguyên mã xịn cho Nguyên nè. Size M hết chị, không có size to. Còn cặp này size M hết. Cho Nguyên mã tàu size 57 đổ về, mua ngay con này nè trẻ mình nè. Em nói mua quần đùi mà bỏ qua con này tiếc luôn. 55.000 size 57. Mì này là mì đay đỏ nha trẻ mình ơi. Nhận hàng con này về chị có sướng. Nguyện con này nhá. 57 ký được. Chốt cho chị Trang Lâm. Không, chị Trang Lâm về vừa đó. 55.000 à? Ừ. Đối cho chị cả nó cho chị thông nguyện. Đã lắm, em nói đã lắm. Em đang không mắc tập trung vì vì hàng công ty gửi được. Cái hàng đẹp quá. Cho chị Nguyễn Nhung về bộ lụa xịn quá. Cho chị Nguyễn Nhung. Cho con chị này. Tâm Lê. Còn hai cái. Còn hai cái. Cho chị Tâm Lê. Còn này, còn cặp. Xây mờ luôn. Cặp nhưng mà xây mờ luôn, có ai thiếu nè. Cho chị Quỳnh Như Trần. Còn nữa không? Ai cho ai cho ai cho ai. Chị Quỳnh Như. Không, 50kg rộng. Mà em nói con này nó rất là xịn. Quỳnh Như xây mờ. Xây mờ hết nhưng mà 57 đổ về. 57 đổ về. Chị Duyên chỉ 65kg gì mang gần vừa. Xíu nữa là vừa. Ủa chứ ngọt. Chị Lương Hậu có rồi. Con được từng này con. Chị Nhung, Nguyễn Nhung có rồi. Trời, 55.000 chị em mình ơi. Bán này giá dễ sẵn luôn, 55.000 thôi.
ăn thì nó giảm đi, nó từ 50 kg trở lên là mặc được rồi. Không, 50 kg rộng đó, rộng. S này, 50S đây nè, đây nè. 50S đây nè. Chị Minh Ngọc. Thấy chưa? Chị Phương Ngân. Rồi ai lấy nữa chốt nhanh tay nha. Còn size M đó. Size S đang mang thử size nhỏ cho dễ mình xem. Là mì tàu xịn. Đang bán đang mất tập trung. Cái giờ rồi cho nguyên size S này. Em nói nhận hàng con này về chỉ có mê thôi. Size dễ mình 50-52 đổ về. Form nó đẹp lắm luôn. S đây nè, cho chị Nguyễn Văn Anh cái này. Còn hai cái S nhé. Nguyên 52 cái vẫn mang hai quần mì dễ mình. Ở trong cũng còn một quần mì. Nó đã lắm. 35 cái không có. Đây còn hai cái size S này. 52 đổ về. Form quần đẹp, chắc đẹp lắm luôn, xịn sò lắm. Chị nào lấy S lên S. Size dễ mình tầm 50-52 đổ về. S nhé. Còn hai con size S. 55 chút nó. 55k chút nó luôn. Phát đi chị ăn mà nè. Em đi lên cho nó gọn nhà. Em lên cho nó gọn nhà. Chị nào lấy S lên S luôn dùng đi. Bóc trúng cái gì em sell cái đó. Bóc trúng cái gì em sell cái đó. Cái này nó còn còn size S. Cứ lôi ra thôi. Size S chị ơi. Xe 50 y quần Nguyên đang mang. Nguyên nói là hay, không mang nè. Đang mang nè. Trong tủ Nguyên phải là 20 con quần đùi nè. Phải là ít nhất là 20 con quần đùi Mỹ nè. 59 kỹ nhỏ chị. Nhưng mà giờ toàn còn size S. Cái này còn toàn size S. Em đi hết luôn chị, em con này 40 AS 10 nè. 50 với 52. Con này size S với size M thôi, em đi luôn 49.000. 49.000, con này đi 49k nhá. SM. Những cái con quần mì này chị em mình mua đi. Mua đi chị em mình ơi. Mua đi, tranh thủ mua đi. Cái đơn hồi tối là để đi đơn đi chị em mình ơi, cái dòng vô biết không bao giờ, không biết bao giờ giúp đơn, em thiệt luôn. Để vô miết không biết bao giờ là dứt đơn luôn. Nè, thì Tân Quân Thi, thôi cậu có mà bỏ vô đi luôn nè. Tân Quân Thi. Cái Tân Quân Thi nha, bỏ vô, khỏi trong đây không có đơn. Rồi, cho nguyên cái này phát. Em bán tặng luôn, cái này còn đài size mà mỗi màu ba thôi nè. Đài size đến 60 kg còn mỗi màu 3 thôi. Cái này chị em mình nhanh. Được sướng cái là con quần công sở này phía sau nó lưng chung nhá. Chị nào to nhỏ gì mang cũng được hết nè. To nhỏ gì mang cũng được. Em còn mỗi màu này. Từ 40-62 kg mang ok luôn. Em bán tặng chị em mình con này 69.000 nó luôn nha. Comment mã này. Lên mã màu 3, màu nu, công sở nu dùng như là được nhá. 69k lên gọn luôn. Lên mã công sở nu nhé, đằng sau nó lưng chung này. Chị nào bụng to bụng nhỏ gì mang con này được. Cái này còn đài size, còn một màu này đài size. Từ 40 độ lên 60 độ về, 62 cái cũng được cho con này. Thôi chút 60 cho nó thông thả nha. Chị em mình lên mã này là mã 69k luôn được nha. Chị nào lấy mã này lên mã công sở 69k kèm luôn dùng số ký là ok. Công sở 69 kèm số ký nhé. Em lên hết, lẽ em mời rồi em sale hết luôn.
ba cái này nó còn lẻ, em đem đây mời em xeo hết nắp luôn nha. Chị nào lấy chút nhanh tay, cái này xịn vẫn còn xay nhỏ không, mì này mì đây đỏ luôn, toàn bộ cái này là toàn bộ cái này cũng là mì đùi đây đỏ hết nè, size 50. Em nói nè chị em mình mua mang vậy khó thở, vừa em nói mình mang thì mua cho con gái lớn mang ok, nó tầm 40+ kg phát ngay con này được luôn, để dưới để bên cho nguyên con này 49 gì này, size S, size S thế ừ thì mua cho bé con, sợ lấy cho chị Duyên Vũ, lấy size 3 chị Duyên Vũ. Em nói nè con này chị em mình phát luôn 49.000, mì đây đỏ luôn, dòng mì đây đỏ nhá, đi 49.000. Lấy xe còn size 3 không cho chị Thanh Thảo Nguyễn Cái, chị Thanh Thảo Nguyễn Cái rồi nhá, ai lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên, em đeo chị em mình nó 49k ăn cái. Comment mã này là mã công sở, mã xịn S đi, xịn S, mì này là mì đây đỏ nhá, nhớ luôn dùng nguyên, chắc mì là mì đây đỏ, nó xịn hơn cả mì Hà nha, chắc bao đã luôn, nhưng mà còn mỗi size S, đi 49k hết. Chị em mình nhanh tay con này đi, cái này còn size nhỏ không, còn size S. Mì sọc thể thao này em đi chị em 39k luôn, size 50, con này size 50, đi 39k con này luôn, SL cho chị Tâm Lê trong nguyên con này 39k con cái. Chị nào lấy cái này lên mã 39k luôn dùng là ok. Chắc không đâu chị, giờ em không không có size 2, không có size 2 nha. Rồi nhá, chị nào lấy chốt nhanh tay luôn dùng mã 39k luôn được. Này còn quần lẻ tẻ mà size nhỏ không á chị ơi. Ừ, 39 cho chị Hòa Như. Con này size 50. Đẹp chưa? Lên trong nguyên mã quần đẹp đi, size 50. Size 50 có một cái. Mua lên luôn trẻ mình con này luôn, 49.000 luôn. Hàng năm 59-65.000. 59-65 này. 49k luôn, size 50-52. Cho nguyên mã này là mã đẹp đi. Cái này giống dạng giống quần giả váy. Giống quần giả váy. Nha, cái này còn size S. Còn size S nữa. Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên luôn dùng đi. Còn cặp này còn size S, chị nào lấy chốt thì. Quần thì đài quần ra. Tiếp cho nguyên nè. Còn mấy view đấy ta? Còn bao nhiêu view đấy? Cái này ôm cái điện thoại luôn. Rồi cho nguyên con này bo rip xịn nè. Bán tặng luôn. Ủa có 40 view à? Tắt like lại thì. Tắt like một xíu nha chị em mình nhé. Tắt like lại để sell hết hàng lẻ chỗ này nhé. Góc rẻ này nhá, cái view ít quá. Không, hết CM rồi. Em tắt like vô lại xíu nhá. Đang không tập trung lắm. Mình không tập trung. Bo rip nha, size này dành cho trẻ mình đến 60. Bo rip này nó rất là dài, chắc nó rất là dài. Em lên luôn trẻ mình con này luôn, nát luôn trẻ mình con này tặng 45. 45 bo rip xịn nhá. Được 2 con thôi. 45k con. Ừ, chắc nè. 60 vẫn mang ok. Lên mã rip xịn. Rip xịn luôn dùng là ok nhá. Nguyên đi luôn trẻ mình con này, giá đi luôn trẻ mình. 45k được 2 con. Lên mã rip 45 được 2 con nhé. Còn xe nhỏ. Rip 45. Để đây xe quần nhé. Tắt like vô lại để xe quần. Con này mì dài thể thao này. Ai mới hỏi ngày hôm qua này, xe 50. Xe 69k. Mì sọc thể thao nhé, xe 69k. Nha, lên mã mì sọc luôn rồi. Anh tắt like vô lại xíu nha chị mình nè. Nha, tắt like vô lại xíu.